Hello các bác nhé, hôm nay thì bên shop lại về một số cái mã dây cáp sạc thì em lại lên video gửi tới các bác này. Đấy. Dây cáp sạc thì hiện tại bây giờ em đang có tổng là 4 mẫu nhá, tổng là 4 mẫu như này để gửi tới các bác này. Đó, 4 mẫu dây cáp sạc luôn. Đó. Thì đầu tiên nó sẽ là cái dây sạc gầy như này. Con sạc gầy này thì giá của nó sẽ là 30.000 nhá, 30.000 cho cái đầu dây sạc gầy như này. Cái này thì nó sẽ là 1 2 3 đầu sạc này, 3 đầu sạc, một chân đầu USB như này. Đó. Thì đây là cái dây thứ nhất nhá. Dây thứ nhất con này sẽ là 30.000. Đó. Tiếp theo là một cái dây sạc mà nó là có tới 4 đầu sạc luôn và cái đầu này của nó bằng thép này. Đây. Đấy, đầu tiên của nó sẽ là đầu sạc iPhone này. Khi các bác dở ra thì nó sẽ là hai đầu sạc Type-C. Thì các bác dùng cho Type-C cũng được. Nó là dây của nó sẽ là dây chống rối như này. Dây chống rối này dùng rất là thích luôn. Nói chung là con này là đa di năng luôn, nó là một trong 4 luôn mà nó là sạc nhanh này. 27W Max Pro luôn. Đó, đây. Thì con này thì cực VIP rồi. Đó. Con này thì sẽ là 35.000 nhá. 35.000 cho cái các bác lên cho em là dây sạc 4 đầu. Con này thì đúng là nó có 4 đầu thật. 1 2 3 4, hai đầu Type-C, một đầu iPhone và một đầu USB như này. Dây sạc 4 đầu, giá sẽ là 35.000 nhá, 35.000. Tiếp theo thì em có các bác một cái dây sạc 100W. Con này thì nó có một cái cục nguồn ở đây để tự ngắt nhá. Dây sạc tự ngắt, giá của nó sẽ là 40.000 nhá. Đấy. Dây sạc tự ngắt nó sẽ có hai đầu như này. 1 2 3 đầu, nó cũng 3 đầu nhá. Giá sẽ là 40.000. 40.000 các bác nhá. Đó, tự ngắt thế này. Tiếp theo thì em sẽ có cho các bác một cái mẫu dây sạc nữa, đó là cái dây sạc béo nhá. Nó cũng 3 đầu. Đấy, cũng 3 đầu như này và một đầu cắm. Cũng bằng thép hết nhá, bằng thép hết, có đèn báo. Con này thì giá của nó sẽ là 50.000. Đó, thì bên em đang có là loại 30, 35, 40 và 50. Đấy. Cái dây đỏ này, dây đỏ là sạc gầy này. Đấy thì có hai loại sạc gầy và sạc béo. Sạc gầy là 30, sạc béo là 50 này. Đó, đều là 3 đầu này. Tiếp theo là một cái sạc tự ngắt này. Cái này nó sẽ là sạc tự ngắt thì sẽ là 40.000. Đấy, sạc tự ngắt là 40.000. Ngoài ra thì nó sẽ có một con dây sạc đa năng 4 đầu nữa. Dây sạc đa năng 4 đầu thì con này sẽ là 35.000. Đấy, 35 40. Con này là 30 này, một con 35 này, một con 40 và một con 50. Đó, có 4 cái dây sạc tất cả nhá. Bên em hiện tại là đang có 4 cái dây sạc như này. Tiếp theo thì một cái mẫu củ sạc nhanh của thương hiệu, dây sạc nhanh của thương hiệu iPhone. Đấy. Dây sạc nhanh, đấy. Đây, bao gồm cả dây cả củ như này, giá thì chỉ có cho các bác là 55.000 thôi, 55.000 nhá. Đó, 55.000. Một củ và một dây. Đấy, lên cho em là dây sạc nhanh iPhone 55.000. Đấy. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác một cái củ sạc đa năng. Cái này thì nó chỉ có củ không thôi. Đấy, chỉ có củ không thôi thì bắt buộc các bác phải mua một trong bốn cái dây này thì mình mới cắm điện thoại được. Đó. Thì các bác có thể là mua dây béo, dây gầy hoặc là cái dây đa năng này cũng được. Các bác có thể mua con dây đa năng này cũng được. Cắm ở đây cho em này. Đấy. Mua con dây đa năng này cắm ở đây cho em. Thì giá con này sẽ là 65.000 và cộng một cái dây này 35.000 nữa, chẳng hạn thế. Thì ví dụ các bác có con này rồi mà các bác có điện thoại iPhone thì cắm cái này. Mà điện thoại Samsung thì lại rút ra cắm cái này, rất là tiện luôn đấy, rất tiện nhá. Thì con này các bác lên cho em là củ sạc điện thoại, tức là cái này nó chỉ có củ thôi, không có dây nhá, củ sạc đa năng, giá sẽ là 65.000. 65.000 cho con củ, giá sẽ là 80.000 nhá, 80.000 cho con củ sạc đa năng như này. Lên cho em là củ sạc đa năng, giá sẽ là 80k nhá. Đấy, con này giá sẽ là 80.000 các bác này. Đấy, em vừa nãy nói nhầm là 65.000, con này là 80.000 rồi. Ok, hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Mã sản phẩm đầu tiên lên cho bác đó là hôm nay bên shop về cho bác hai cái dòng chai xịt nhá. Đầu tiên thì nó sẽ là xịt bếp. Con này thì sẽ là 45.000 trên một chai nhá. Đấy. Các bác xịt để mình tẩy các cái vết dầu mỡ, vết bám. Đó. Lên cho em là xịt bếp, con này thì sẽ là 45.000 một chai. 45.000 cho một chai xịt bếp như này. Còn cái chai này thì nó sẽ là xịt nhà vệ sinh nhá. Xịt nhà vệ sinh thì con này của nó sẽ là xịt nhà vệ sinh này thì sẽ là 50.000 nhá. 50k cho cái chai xịt vệ nhà vệ sinh như này, 50k đó. Thì cái dòng này khi các bác xịt ra thì nó sẽ là dòng bọt như này các bác này. Đấy, dòng bọt như này thì nó giúp cho các bác tẩy rất là tốt luôn, tẩy sạch các cái cặn bám, vết dầu mỡ, vết cặn bám. Đó, số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này, tẩy sạch vết dầu mỡ, vết cặn bám, vết canxi nhá. Đó, con xịt bếp này thì là 45.000, còn con xịt nhà vệ sinh thì sẽ là 50.000. Xịt bếp là màu vàng, còn xịt nhà vệ sinh là màu xanh các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái
máy xay hạt nhá, máy xay hạt hay còn gọi là máy xay khô. Đấy, cái này chỉ xay khô thôi, xay các loại hạt nhá, sử dụng điện 220V, rất là khỏe luôn các bác, chỉ cần cắm vào là xay. Có các cái đầu lưỡi xay như này. Đấy, xay hạt, xay khô, xay tiêu, xay điều, xay cà phê, 120k cho con máy xay khô như này nhá, 120.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái vòi nối nhá. Cái vòi này thì các bác nối vào cái vòi rửa bát này, hoặc là các cái phần mà vòi rửa chân, rửa tay đều được hết nhá. Rửa chân, rửa tay, rửa bát. Ở đây nó sẽ có sẵn cho bác là cái gioăng này rồi, cái gen xoáy rồi, các bác chỉ cần xoáy vào cho em là xong. Đấy, có chế độ điều chỉnh nước một tia hoặc là nước vòi hoa sen. Có lên cho là vòi nối nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 70k. Đấy, 70k cho cái vòi nối như này. Lên cho em là vòi nối này. Vòi nối giá sẽ là 70.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái cà lê nước nhá. Con này thì sẽ là 55.000 trong cái cà lê nước như này. Giá sẽ là 55k. Đấy. Con này thì các bác chuyên dùng cho em để mình vặn ống nước này. Đấy, mình vặn ống nước này. Độ mở của nó lên tới gần 7 cm. 6/8 này. Đấy. Các bác sửa chữa ống nước thì bắt buộc phải có con này, dùng rất là tiện luôn. Đó. Cà lê nước giá của nó sẽ là 55k nhá. 55k cho con cà lê nước như này, 55.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ sen quạt tăng áp nhá. Đấy. Đây nó sẽ là cả một cái bộ sen như này. Có cánh quạt giúp tăng áp lực nước rất là tốt luôn. Đấy. Cả một cái bộ sen như này nhá. Đấy. Đóng ngắt trên tay này. Đấy, đóng ngắt trên tay luôn. Và có cánh quạt giúp tăng áp lực nước rất là tốt nhá. Đấy, đóng ngắt trên tay như này. Có cánh quạt giúp tăng áp lực nước rất là tốt luôn. Lên cho em ghi giá cho mình cái này. Sen quạt giá sẽ là cái này là bao nhiêu? 90k nhá. 90k cho con sen quạt như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái chai xịt rỉ nhá, xịt rỉ hay còn gọi là xịt P7. Đấy. À không, cái này là cái chai vệ sinh điều hòa nhá. Đấy, vệ sinh điều hòa, một cái dòng sản phẩm mới của bên em. Đó. Thì các bác xịt trực tiếp vào cái lưới điều hòa như này nhá. Đấy, xịt trực tiếp vào cái phần cái lưới điều hòa như này thì nó sẽ giúp cho các bác là diệt khuẩn này, làm thông thoáng điều hòa này và điều hòa không bị mùi nhá. Đấy. Lên cho em là vệ sinh điều hòa. Con này sẽ là 45.000 cho một chai vệ sinh điều hòa như này. Tiếp theo thì bỏ đây luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái vòng gỗ nhá, vòng trầm gỗ. Đấy, bằng gỗ trầm tự nhiên như này. Đấy, giúp cho các bác là điều hòa huyết áp, đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông cực kỳ là tốt luôn, hàng nội địa của Nhật. Các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là bao nhiêu? 50.000 nhá. Lên cho em là vòng trầm gỗ, giá sẽ là 50k cho cái vòng trầm gỗ như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái tăng đơ của thương hiệu Philips, giá sẽ là 170.000 cái tăng đơ Philips như này nhá. 170k đó, 170.000. Mấy cái đôi giày bỏ ra đây luôn, mấy cái giấy cũng bỏ đây. 170.000 cái bộ tăng đơ Philips như này nhá. Đây là cái đế sạc của nó này. Đấy, đây cục sạc này. Tiếp theo thì sẽ có cho các bác là các cái cữ này và một cái bộ tăng đơ cực kỳ là ngon luôn. Đây, hàng thương hiệu Philips cực kỳ là dày dẫn bền bỉ và chắc chắn cho các bác nhá. Đó. Rất là dày dẫn bền bỉ chắc chắn các bác luôn, rất là ngon các bác này. Đó. Lên cho em là tăng đơ Philips nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 170.000 cái bộ tăng đơ Philips như này. 170.000 các bác nhá. 170.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái khăn lau kính nhá. Một bịch này của nó thì sẽ là 10 chiếc. Đó, các bác dùng để mình lau kính, lau bàn, lau ghế đều ok hết nhá. Khăn lau kính 50.000 một chiếc, một bịch 10 chiếc. Cái này thì nó thấm hút rất là ấy luôn, thấm hút rất là tốt luôn, cho nên là và bám bụi rất là tốt. Khăn lau kính 50.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái rổ vo gạo bằng inox 75.000 cho cái rổ vo gạo bằng inox như này, rất tiện này. Các bác dùng để mình vo gạo này. Đấy, vo gạo vệ sinh rất là tốt luôn. Ở đây nó sẽ có cái phần nghiêng như này và đặc biệt là cái phần lọc như này, thì khi các bác rót nước ra thì cái gạo nó sẽ không bị chảy ra ngoài, nó lãng phí các bác nhá, và rất là sạch sẽ luôn. Inox 304. Ngoài dùng để vo gạo thì các bác có thể dùng để rửa rau. Đường kính của nó vào khoảng là 25 cm, rất dày dẫn chắc chắn. Inox 304 nhá, Su 304, 75.000. Tiếp theo thì nó sẽ là cái găng tay lao động nhá. Một bịch này của nó sẽ là 70.000 12 đôi, còn em bán lẻ thì sẽ là 5 đôi là sẽ là 40.000, 5 đôi 40.000 các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái đồng hồ LED nhá. Đồng hồ LED. Đồng hồ LED thì có hai mẫu. Đấy. Mẫu này là mẫu cũ này. Đấy. Đồng hồ LED mẫu cũ. Con này thì giá của nó sẽ là 110.000 cho cái đồng hồ LED mẫu cũ như này. Đấy. À mẫu mới nhá. Đồng hồ LED mẫu mới là 110.000. Đấy. Còn đồng hồ LED mẫu cũ nhỏ hơn thì sẽ là 140.000. Đây. Con này thì nó sẽ nhỏ hơn. Đấy, thì tùy các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy.
có hai loại, mẫu cũ mẫu mới như này. Đây, con này thì nó sẽ là cái led mặt gương nhá. Cái này thì sẽ là led mặt gương này, còn cái này nó sẽ là led số này. Đấy, led này thì nó sẽ có số nổi như này, còn cái con này thì nó sẽ là mặt gương. Đấy, mặt nó trắng gương như này. Đấy, đồng hồ led cũ là 140.000. Đấy, lên trên là đồng hồ led cũ nhá. 140.000 một một con đồng hồ led cũ như này. Còn con đồng hồ led mới này thì sẽ là 110.000, 110.000. To hơn và giá hợp lý hơn. Đó, đồng hồ led cũ 110.000 các bác nhá. Lên trên là đồng hồ led cũ. Giá sẽ là 110.000 cho con đồng hồ led cũ như này. Đó, rất là đẹp luôn các bạn. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái cân 10 nhá. Đấy, con này thì đợt này về lại có pin. Đó, cân tiểu ly 10. Đấy, con này thì các bác dùng để mình cân đồ nhà bếp này, rồi cân các thứ linh tinh đều được hết, lắp pin vào cho em. Đó. Và nó cân được 10 kg. Mặt của nó thì bằng inox như này nhá, cân của Đức nhá. Đấy. Lên cho em là cân 10. Giá sẽ là 120.000 cho cái cân 10 như này. 120.000 nhá, 120.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái thước laser nhá. 90.000 cho cái thước laser như này. Con này thì chuyên dùng để bao nhiêu đấy? Hả? Đây, thước laser như này. Đấy, con này thì nó sẽ có cho các bác là một cái tia laser đo dọc và đo ngang. Đấy. Đo dọc ngang và đo góc vuông đầy đủ hết này các bác này. Đó, đây, rất sáng luôn nhá. Ngoài ra thì nó sẽ có cho các bác là các loại thước này. Đó, các loại thước Livo này. Đấy, rất là sáng luôn các bác này. Đó, rất sáng luôn. Soi rất là rõ nhá. Ngoài ra thì sẽ có cả thước rút này. Có cả thước rút ra như này luôn. Đấy, có cả thước rút rất là tiện luôn các bác nhá. Đó, có thước rút luôn. Combo cho các bác như này. Giá bên shop đang gửi tới các bác mỗi con thước laser như này, giá sẽ là 90.000 nhá. 90k cho con thước laser như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái mắc áo nhá. Đây, mắc áo như này. Con này thì của nó bằng nhựa mềm và nó có các cái phần nhựa mềm và nhựa dẻo, dùng rất là tiện luôn, và có các cái phần đai như này khi các bác treo quần áo không bị rơi, và có cả móc luôn. Giá thì sẽ là 75.000 trong chục nhá. 75.000 trong chục móc áo như này, hàng cực kỳ xịn sò luôn. Hàng này của nó thì siêu mềm. Siêu mềm siêu dai như này, các bác dùng rất là sướng luôn nhá. Siêu mềm siêu dai luôn. Giá của nó sẽ là 70.000 chục các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đèn trợ sáng nhá, 40.000 một chiếc như này. Các bác lắp trực tiếp vào xe đạp điện này hoặc xe máy này, có ốc ác các thứ đàng hoàng, 40.000 một chiếc thôi. Đèn trợ sáng, giá sẽ là 40.000 một chiếc. Đấy, lắp trực tiếp vào áp quy nhá, lắp trực tiếp vào áp quy luôn. Đấy, lắp trực tiếp vào áp quy rất là tiện luôn. Đấy, giúp cho các bác trợ sáng luôn, giá sẽ là 40k. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái hộp lưỡi câu như này. 15.000 một hộp nhá. 15.000 một hộp, bao gồm cho các bác là từ 50 đến 100 lưỡi, từ 50 đến 100 lưỡi. Đấy, có lô về thì 50, 70, 80, 100. Đấy, hộp lưỡi câu như này đầy đủ luôn. Các bác tha hồ mình sử dụng nhá. Có cả cước luôn. Cước thì sẽ là 30.000 cho một quận, 30.000 một quận 100m nhá. Còn lưỡi thì sẽ là 15.000 cho một hộp như này. 15.000 một hộp lưỡi câu như này nhá. Lên cho em là hộp lưỡi câu. Giá của nó sẽ là 15k một hộp nhá. Cước ơi. Và đưa cước cho anh. 15.000 cho một hộp mà lưỡi câu như này nhá. Đấy. Và đây là cái cước câu này. Cước câu thì sẽ là 30.000 cho một quận như này, 100m luôn. 30.000 một quận 100m, cước là cước 4 ly của Nhật này. Đấy, Japan này. Cước 4 ly của Nhật 100m luôn. Tha hồ thoải mái đây. Cước 4 ly siêu dai luôn nhá. Đấy, siêu dai luôn. Này thì sẽ là 30.000 nhá. 30k cho một một quận cước như này, 30.000 cho một quận cước như này. Đấy, tiếp theo thì bên em về cho các bác cái sản phẩm đó là cái giày lính nhá, giày lính này. Giày Mỹ nhá. Đấy. Giày lính à? Giày lính Mỹ nhá. Đấy, giày lính. Các bác lên cho em là giày lính Mỹ này, USA luôn. Giày lính Mỹ như này. Đó, đây, USA. 390.000 một đôi, bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Dùng cực kỳ là ngon luôn, giày này đi thì rất chất luôn. Đấy, chất của nó này, các bác biết rồi. Đó, chất của nó rất là ngon luôn. Đó, lên cho em là giày lính. Giày lính này, 390.000 một đôi. Đó, rất chất lượng cho các bác luôn. Đây. Rất đẹp nhá. Rồi ok. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em nhé. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cây dòng thuốc đau đầu kinh niên. Con này thì hàng nội địa của Nhật và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 90.000 cho một hộp này. Đó, 90.000 cho một hộp như này. Một hộp này của nó thì cũng là khá là nhiều luôn, và nó là thuốc của thương hiệu OTC. Cái này thì nó là một cái dòng thuốc nam thôi, thuốc nam. Cho nên là các bác dùng thì nó rất là an toàn thôi. Đặc biệt là bác nào hay bị đau đầu lâu năm, đấy, đau đầu kinh niên thì dùng cái này cho em. Đấy.
và nó sẽ là thuộc dạng gói như này này, thuộc dạng gói như này. Nó là thuốc nam mà, cho nên là cái này uống nó rất là an toàn luôn. Đó, thuốc nam. Cái này thì các bác uống rất an toàn. Giá sẽ là 90.000 cho một hộp như này nhá. 90.000 cho một hộp như này. Và một hộp này của nó thì tới 100 gói này, 100 gói mỗi gói là đi 30 g. Đây. 100 gói, mỗi gói 30 g như này. Và nó là cái dòng thuốc nam nhá. Thuốc này thì các bác uống trực tiếp cho em. Đây. Đấy. Uống trực tiếp cho em nhá. Đóng gói đóng điếc của nó cũng rất là cẩn thận kỹ càng luôn. Đây con này. Đó. Nó là dòng thuốc nam. Đấy. Các bác uống trực tiếp cho em, rất là tốt luôn nhá. Đấy. Cho ra này uống trực tiếp cho em. Đó. Sẽ là 90.000 cho một hộp thuốc đau đầu kinh niên như này nhá, 90.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái mắc áo các bác này. Đấy, mắc áo. Bên shop sẽ bán theo một hộp như này là 10 cái. Một vỉ này là 10 cái nhá. Chất liệu của nó thì giá 10 cái sẽ là 65.000 nhá. Chất liệu của nó thì nó sẽ là phần móc khóa này thì là bằng thép này, còn lại là bằng nhựa, nhưng mà nó là cái loại này nó là nhựa dẻo. Thì khi các bác sử dụng thì cái này nó rất là tiện ích luôn. Đây. Nhựa của nó là nhựa dẻo này. Đấy, nhựa dẻo quá thấy không? Nhựa này nhựa dẻo, nắng mưa thoải mái luôn. Ưu điểm của cái móc này là nó có hệ thống chống trơn hết nhá, có hệ thống chống trơn hết như này. Thì khi các bác dùng thì nó rất là ok. Đây, có hệ thống chống trơn hết nhá. Và có các cái đầu quặc như này để các bác quặc quần áo nhỏ này. Đấy, mình phơi những cái quần áo nhỏ hoặc là những cái phần áo có con đỉa thì mình phơi vào đây cho em. 65.000 cho một vỉ như này bao gồm 10 chiếc nhá. 65.000 cho một vỉ 10 chiếc. Lên mã giúp cho em đó là móc quần áo nhá. Móc quần áo. 65.000 cho một vỉ 10 chiếc. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái rổ vo gạo nhá, giá vo gạo. Giá vo gạo con này thì bằng inox 304. Giá sẽ là 75.000 nhá. Giá vo gạo inox 304 này. Đấy. Giá vo gạo inox 304. 75.000 cho một con giá vo gạo như này. Con này thì rất là tiện luôn, su 304 này. Các bác cho gạo cho riêng vào đây. Đấy, vo vo xong thì ở đây nó sẽ có cái phần lưới như này thì các bác đổ đi thì nó sẽ không bị mất gạo nhá. Bánh hõm như này rồi. Thì thứ nhất là các bác đổ nó rất là tiện ích và không mất gạo. Ngoài ra đựng gạo thì các bác có thể đựng rau, dạ, thực phẩm, thức ăn cũng rất là ok thôi. Nên cho em là giá vo gạo con này thì sẽ là 75.000 nhá. 75.000 cho con giá vo gạo. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái máy đánh trứng nhá. Máy đánh trứng giá sẽ là 80.000 cho một con máy đánh trứng như này. Con này thì rất là tiện luôn. Đó. Hàng này thì nó là sử dụng pin rồi. Ngoài đánh trứng thì các bác có thể dùng để pha cà phê, pha ngũ cốc các thứ rất là ok. Đây nó có lẫy rồi, các bác chỉ cần sập cái này cho nó xong này. Đấy, bật lên là nó xoay các bác này. Xoay rất là tít luôn các bác này. Đấy, xoay rất là tít luôn thì các bác dùng để mình đánh trứng, đánh cà phê rất là ok nhá. Ở đây nó sẽ có cho các bác là hai đầu như này. Hai cái loại đầu như này các bác này, một cái đầu là hình gọng vó và một cái đầu lò xo như này. Đấy, các bác cứ lắp. Cứ lắp vào đúng lẫy cho em. Đấy, lắp vào đúng lẫy này, bật lên này. Đấy, nó có các số như này. Đấy, xoay rất là tít luôn các bác này. Đấy. Mình dùng để pha cà phê rồi pha các cái loại hạt rất là ok nhá. Đấy. Giá thì sẽ là, các bác lên mã giúp cho em đó là máy đánh trứng giá sẽ là 80.000 nhá. 80.000 cho con máy đánh trứng như này. Hàng này thì nó sử dụng pin thì nó rất là tiện ích luôn. Hàng sử dụng pin thì hết pin thì các bác cắm sạc vào cho em là xong nhá. Hết pin thì cắm sạc vào cho em là xong. Đó. Con này thì lên cho em là máy đánh trứng giá sẽ là 80.000 nhá. 80k cho con máy đánh trứng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái ca chiên dầu nhá. Đấy, ca chiên dầu. Thì đây nó sẽ là một cái bộ đôi như này bao gồm là 2 chiếc. Đấy, thì ví dụ như là các bác có muốn chiên tôm, chiên tép này hoặc là chiên các cái đồ chiên khoai lang chiên các thứ. Thì con này nó sẽ là bằng inox 304, các bác đặt trực tiếp lên bếp, đổ dầu vào đây. Sau đó thì mình cho gia vị vào đây. Là cho các loại đồ mình chiên vào đây, sau đó thì mình chỉ cần vớt ra như này là xong. Vớt ra như này, đó, nó rất tiện ích luôn. Các bác chiên khoai lang chiên hoặc là nói chung là các cái món đồ chiên thì dùng rất là ok nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100.000 thôi. 100.000 cho cái bộ đôi ca chiên dầu như này nhá. 100.000 bao gồm là một cái ca inox. Con này rất là dày dẫn. Ngoài các bác dùng để chiên dầu thì các bác có thể dùng để mình làm ca gáo múc nước cũng rất là tiện ích luôn. Còn cái này thì các bác có thể dùng làm rổ để rửa rau này hoặc là lọc thức ăn. Đấy, rất là ok. Đấy, hoặc các bác có thể để trên chiếc chậu rửa bát mình lọc
cặn cơm nước cũng rất là ok luôn. Đó thì cũng là đa di năng luôn. Lên mã giúp cho em đó là ca chiên dầu. Giá sẽ là 100.000 cho một đôi như này nhá. 100k cho một đôi luôn. Đó, 100k trên một đôi ca chiên dầu như này, 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái chảo này. Đấy, các bác lên cho em là chảo hai quay, bỏ sang cả cái một quay đây. Con chảo hai quay này thì cũng khá là dày dẫn, cũng bằng chống dính bằng tổ ong như này nhá. Chống dính bằng tổ ong như này. Rất dày dẫn, chống dính bằng tổ ong, dày lắm. Đó. Con này thì sẽ là 100.000 nhá. Lên cho em là chảo hai quay chống dính. Giá sẽ là 100k. Đó, chảo hai quay chống dính là 110.000 nhá. 110.000. Còn con này thì các bác lên cho em là chảo tổ ong nhá. Con này thì sẽ là 140.000. Chảo tổ ong này. Chảo tổ ong giá của nó sẽ là 140k nhá. 140.000. Đó. Hoặc là các bác lên cho em là chảo một quay nhá. Con này nó sẽ là một quay như này. Còn con này nó sẽ là hai cái quay như này nhá. Hai quay như này. Hai con này thì cái con này thì kích thước của nó sẽ là to hơn một chút. Đấy, to hơn một chút, đường kính của nó thì chắc là vào khoảng là 27-28 cm. Còn con này thì nó vào 24 cm. Đó. Hai con thì cũng gần gần bằng nhau. Đấy, con này thì nó sẽ sâu hơn một chút nhá. Sâu hơn một chút. Đó, còn con này thì nông, nó sẽ nông lòng hơn như này. Đấy. Con chảo hai quay này thì sẽ là 110.000, 110.000 cho con chảo hai quay. Đều là chống dính bằng tổ ong hết nhá. Đó, còn con này thì sẽ là 140.000, 140.000 con này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái súng thư giãn nhá. Đấy, súng thư giãn như này. Con này thì giá của nó sẽ là 170.000, nó sẽ hình khẩu súng như này. Ở đây thì nó sẽ là một cái súng như này và có sẵn các cái đầu như này luôn. Các bác chỉ cần lắp vào như này thôi. Đó, và mình bật lên. Bật lên kia. Đấy, rung rất là mạnh luôn. Rung rất là mạnh luôn. Đây, các bác đưa vào rung mình massage cổ vai gáy bắp tay bắp chân này. Đó, 170.000 cho con súng thư giãn như này. Có cho các bác là các cái loại đầu massage. Đấy, 4 5 đầu massage tất cả luôn, có 4 đầu massage và một cái cáp sạc đi kèm. Đấy, giá chỉ có 170.000 thôi. Súng thư giãn. Em bán giúp cho em nó hình khẩu súng như này, lên cho em là súng thư giãn 170k nhá, 170.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái ổ điện này. Đấy, lên cho em là ổ điện trắng nhá. Đấy, con này trước em đang lên nó là màu trắng, giờ này em về cả màu xanh màu vàng như này. Đấy, nhưng bên em vẫn gọi là ổ điện trắng. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là hai ổ USB 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ổ cắm. Hai ổ USB 7 ổ cắm có công tắc đóng ngắt. Giá của nó thì sẽ là 65.000 nhá. 65k. Đấy, lên cho em là ổ điện trắng 65k. Dây thì nó sẽ là dài khoảng là trên dưới 2 m, trên dưới 1,5 m, tầm 1,5 m đến 2 m nhá. Tầm 1,5 m đến 2 m, nói chung là trên 1 m. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái dây điện. Dây điện vàng nhá, dây điện vàng. Đấy. Con này thì một cuộn của nó dài khoảng 20 m, dài khoảng 20 m. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100 cái dây 150.000 nhá, 150.000. Đấy, ở đây thì ổ của nó là ổ đúc hết nhá, ổ đúc hết như này. Đó, ổ đúc hàng made in Japan cho các bác luôn. Đó, 150k thôi. 150k. Dây thì dài khoảng là từ 20 mét trở về nhá. 20 mét trở về cho các bác luôn. Dây dài 20 mét trở về. Đó. Tiếp theo này thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái túi điện thoại nhá. Đấy, túi điện thoại đây. Thì con này các bác đeo vào thắt lưng này. Đấy, sau đó thì mình có thể để điện thoại này, rồi các loại giấy tờ này, rồi có cả móc đeo để các bác đeo móc khóa luôn. Hai cái đai này là để các bác đeo vào hông. Đó, thì các bác đựng điện thoại đeo vào đằng trước ấy. Rất là an toàn. Tiện, điện thoại to, thoại nhỏ đều đựng vừa hết nhá. Lên cho em là túi đựng điện thoại, giá sẽ là 40k nhá. 40k thì cái túi đựng điện thoại như này. Giá chỉ có 40k thôi, 40k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái túi đựng rác nhá. Đấy, một cuộn này của nó là 100 cái luôn. Kích thước của nó là 45 x 50 và giá thanh lý cho các bác chỉ còn 35.000 cho một túi như này thôi. Đấy, tính ra một ngày mà các bác dùng hết vị chi là một ngày các bác dùng hết một túi thì 100.000 ba túi, như vậy là các bác dùng như vậy, nếu mà tính ra thì chắc chỉ mất 100 con thôi. 100 con cho một cái túi đựng rác như này. Đấy, và nó đã có dập sẵn cái này rồi, về nhà các bác chỉ cần bóc vào cho em như này. Đó. Bóc vào thôi. Đó, các bác bóc vào cho em. Đó. Và ở đây thì nó sẽ có sẵn cho các bác ấy luôn.
35.000 một túi nhá. 100.000 ba túi. Đây. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là túi để các bác đựng rác này. Đấy. Và có luôn cho các bác cả cái phần quai đây, quai nó ở nằm ở đây này. Đấy các bác, quai nằm ở đây. Thì các bác dùng khi vứt rác thì mình giật cái phần quai này lên. Kéo cái phần quai này lên các bác nhá. Đó. Đây. Cái phần quai này các bác kéo lên chưa? Đấy. Quai này kéo lên. Còn cái này các bác bỏ rác vào đây. Túi thì trông mỏng này thôi nhưng mà rất là dài các bác này. Mỏng thôi nhưng mà rất là dài. Thì các bác đựng rất là tiện ích luôn. Đó, rất dài nhá. Rất dài luôn. Giá thì bên shop đang gửi cho các bác cái giá đó là 35.000 cho một bịch như này. 35.000 và 100.000 là ba bịch luôn. Combo 100.000 ba bịch. Tiếp theo thì em lên cho bác cái máy xay Osaka nhá. Máy xay Osaka. Đó, nó sẽ là một con máy của thương hiệu Osaka của Nhật này. Đó. Con này thì giá sẽ là 145.000. Đấy, nó sẽ có các cái phần lưỡi xoay như này. Có phần lưỡi xoay này các bác đặt vào đây cho em này. Đấy là mình xoay này. Rất tiện ích luôn, đặt vào đây. Rồi các bác chỉ cần là đưa vào là mình xay thôi. Xay thịt, xay tôm, xay cá đều được hết nhá. Nhấn nút ở đây luôn. 145.000 cho một con máy xay Osaka như này. Sử dụng điện 220V. Rất là tiện ích luôn. 145k nhá, máy xay Osaka. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái máy đo huyết áp nhá, máy đo huyết áp. Con này thì giá của nó sẽ là đi 260.000 và bên em bao ship, bao gồm một thân máy như này. Con này thì nó sử dụng con này trước em đang bán là 260.000, đợt này giá chỉ còn cho các bác 160 cành thôi. $160.000 cho con máy như này nhá. Đó, con này thì về các bác chuyên để đo huyết áp, đo nhịp tim, các bác lắp pin vào đây xem, 4 cái pin con thỏ nhỏ. Giá cực tốt luôn, giá này không bao gồm pin nhá. Về nhà các bác tự mua pin thôi. Đó, về nhà các bác đo huyết áp, đo nhịp tim. Đấy, bác nào cũng nên có, đặc biệt là tuổi già thì nên sử dụng con này. Máy đo huyết áp 160.000. Giá thanh lý cực rẻ luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái hộp 5 mũi khoan tháp nhá. Đấy, hàng của thương hiệu Unica Japan này, nội địa của Nhật. Hộp 5 mũi khoan tháp có tặng kèm cho các bác một cây lấy dấu luôn. 1 2 3 4 5, một cây lấy dấu đó. Thép của nó là thép gió phủ titan, giá sẽ là 180.000 đây. Đấy, lấy dấu này đóng vào là có dấu luôn đây. Ấn vào này là có dấu các bác này đó, rất tiện ích luôn. Bao gồm là một cây lấy dấu và 5 mũi khoan, giá chỉ có 180.000 thôi. Hộp 5 mũi khoan tháp, hộp nhôm 180k. 180.000 nha, 180.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bánh xe nâng đồ nhá, bánh xe nâng đồ như này. Bao nhiêu nha? Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 4 cái chân bánh như này, chịu lực là mỗi cái là 150 cân. 150 cân thì tính tổng trọng tải là sẽ là đi 4 bánh là đi 6 tạ nhá. 4 bánh là 6 tạ. Và một cái con nâng như này. Đấy, các bác chỉ cần là đưa vào mình đây, nâng cái tủ của mình lên. Đó, nâng những cái tủ của mình lên, sau đó thì mình để cái chân này vào. Đấy, tủ lạnh, máy giặt, rồi đồ đoàn các thứ. Lên thêm là dụng cụ chuyển đồ nhá. Giá sẽ là 80k, hàng Việt Nam chất lượng cao luôn. Hàng Việt Nam chất lượng cao, dụng cụ chuyển đồ. Dụng cụ chuyển đồ đa năng, giá sẽ là 80.000. Đó, đầy đủ đây. Các bác nâng đồ lên sau đó thì mình đặt vào là xong, rất tiện ích luôn. Dụng cụ chuyển đồ 80.000. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái khò ga nhá. Khò ga thì nó sẽ có hai loại. Một là khò ga đại, hai là khò ga đồng. Khò ga đại này thì sẽ là 90.000. Đấy. Còn con khò ga đồng này thì sẽ là 80.000 nhá. Khò ga đồng này là 80.000. Đó. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái kìm kìm nhọn này. Đó. Kìm nhọn thì nó sẽ là hàng Nhật bãi như này. Giá thì sẽ là 40.000 đồng chiếc thôi. 40.000 đồng chiếc kìm nhọn như này nhá. 40k. Giá cực rẻ luôn. Đó. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái băng dính hai mặt nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái loại băng dính hai mặt như này. Để các bác dùng để mình dính nó băng keo trong hai mặt luôn. Các bác dính tủ, dính ổ điện, ổ điếc, còn nói chung là đa di năng luôn, rất là tiện nhá. Băng keo trong hai mặt như này. Đấy, đây các bác bóc ra này.
mình để dính đồ dính đoàn này nó hai mặt luôn. Giá gửi tới các bác, giá đợt này gửi tới các bác rất là tốt luôn, chỉ có 20k thôi, 20k cho một cuộn băng keo trong hai mặt thế này, 20.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái kéo cắt cành trên cao nhé, kéo cắt cành trên cao rất tiện ích luôn. Con này thì các bác dùng để cắt cành trên cao, có kèm cả cưa và có cái đầu như này, về nhà các bác xỏ vào cho em, xỏ vào cái xào nhà mình ấy. Giá sẽ là 130.000 nhá, 130k cho con kéo cành trên cao như này. Hàng nội địa của Nhật, made in Japan này. Đó. Made in Japan, hàng nội địa của Nhật hẳn hoi luôn. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm. Đó là cái con đèn thần tài nhá. Đèn thần tài. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là đi 60.000 thôi. Đợt này về cho các bác giá tốt 60.000, trước là 65.000. Các bác nâng lên cho em này, sau đó thì mình tháo ra này. Đấy, ở đây thì các bác lắp ngược lại cái này cho em. Đấy. Ở đây nó sẽ có cho các bác cái công tắc này, bật cái công tắc này lên. Chạm nhẹ mà nó sẽ lên này. Chạm nó tắt này. Đấy, hoặc các bác có thể thổi được. Thổi theo kiểu như truyền thống là mình thổi đèn nến ấy. Đó. Nhưng mà trước khi muốn thổi nó lên ấy thì các bác phải bấm cái công tắc này trước nha, pin nó lên này, pin lên này, các bác thổi đi. Đó, các bác theo. Đó. Thì con này rất là tiện luôn. Giá sẽ là 60.000 cho một con đèn thần tài như này. Các bác có thể để trên ban thờ, nó chạy bằng pin. Sạc pin thì rất là an toàn. Đấy, và có cả điều chỉnh chiết áp luôn, điều chỉnh sáng tối luôn. Đó, bật lên này. Bật lên cho em này. Đó. Đây. Con này thì đa di năng luôn, có cả điều chỉnh sáng tối nhá, rất là sáng đấy các bạn. Mất điện các bác cũng có thể dùng ăn cơm ăn nước được. Đó, rất là tiện, nói chung là sơ cua khi mất điện. Đó, đây. Rất là ngon lành luôn. Giá chỉ có 60.000 thôi, rất dày dẫn chắc chắn nhá. Một con đèn thần tài như này. Giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là đi 60.000 cho con đèn thần tài như này nhá, 60k. Rồi ok. Hello, chào các bác xem kênh thì yêu quý em thì cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đó, các bác có thể cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh. Đấy, bác nào chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh để đón nhận các cái video của bên em đăng tải lên. Và cũng như là cập nhật các cái mã hàng cũng như là mã giảm giá bên em. Đó, lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Đấy, các bác yêu quý em thì nhớ cho em xin một nút like nhá, một nút like và đăng ký kênh và chia sẻ kênh lên các cái nền tảng để nhiều người biết tới kênh hơn. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm, đó là cái đài FM nhá. Đấy, đài FM thì các bác có thể dò tần sóng ở đây các bác này. Đấy, thì các bác có thể dò các cái tần sóng ở đây, nó rất là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đó, rất là nhiều đài nhá. Đấy, băng tần của nó rộng, FM này rồi SQUAD này rồi AM đầy đủ cho các bác luôn. Các bác có thể dò ở đây để các bác nghe. Tiếng của nó rất là rõ luôn. Cho bản thân. Cô ngữ luận văn học ở phần làm văn chiếm gần một số điểm. Một vậy cô luôn lưu ý thí sinh tuần sau đó là phần hoàn thành. Theo cô để làm tốt phần này. Ở đây thì cái này nó sẽ là chỉnh dung lượng các nhá. Ở đây là chỉnh dung lượng này. À, chỉnh volume này, vừa là công tắc này, công tắc tắt đi bật lên, vừa chỉnh volume luôn. Đấy, còn ở đây thì nó sẽ là các bác dò tần sóng này. Và con này ngoài chức năng là đài FM thì các bác có thể nghe MP3, nghe loa Bluetooth cũng rất là hay luôn nhá. Đấy, thì cái chức năng Bluetooth này em giới thiệu thêm thôi. Còn em bán thì chủ yếu đài FM và đồng hồ đây, nó sẽ có sẵn đồng hồ, các bác tháo cái nút gạt này ra để mình sử dụng cho cái đồng hồ này. Đây, đồng hồ đang chạy các bác này. Đó. Đây, có đồng hồ, có điều chỉnh đồng hồ đây các bác này. Đấy, có điều chỉnh đồng hồ đằng sau luôn. Đấy, giá sẽ là 260.000 cho con đài FM như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm, đó là cái bộ vít V46 nhá, V46. Bộ này thì nó sẽ là một cái bộ vít và trên 40 chi tiết các bác. Đấy, bộ này sẽ là trên 40 chi tiết. Đầy đủ cho các bác luôn. Đấy. Giá thì sẽ là 100. Các bác lên xem là bộ V46 này. Các bác lên cho em là bộ V46 nhá, 130.000 cho một bộ này. Bộ này thì sẽ bao gồm cho các bác là một tay công và một tay vít, rồi tay xoáy ngang, tay nối dài, rất là nhiều tay luôn. Đấy, các cái loại tay như này để các bác về các bác sử dụng này. Đấy, con này thì có xoáy nhanh, có đảo chiều luôn nhá, có xoáy nhanh, có đảo chiều các kiểu con đại điểu luôn. Đó. Xoáy nhanh, đảo chiều các kiểu con đại điểu luôn. Đấy, tay vít này, đấy tay vít này, đấy tay vít rất là ngon luôn nhá. Ngoài ra thì nó sẽ có cho các bác là tay ngoắt nghéo này, tay ngoắt nghéo này. Đấy, rồi tay công này, và nó sẽ có cho các bác là trên 20 đầu vít như này.
to nhỏ lớn bé lục giác ba khe đầy đủ luôn, 130.000 nhá. 130.000 cái bộ vít này thôi. Giá rất hợp lý cho bác luôn. Đấy, lên cho em là V46 nhá. V46 130k. 130k nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái hộp 5 mũi khoan đa năng đen này. 1 2 3 4 5, 5 mũi khoan đa năng đen như này. Đấy, mũi của nó là mũi khế, các bác có thể dùng được tất cả các loại vít luôn. Đấy, tất cả các bề mặt gỗ, sắt, thép các thứ đều được hết nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100k thôi. 100.000 các bác nhá. Giá thanh lý cho bác, giá cực tốt luôn. 100k cho một cái bộ 5 mũi khoan đa năng đen như này, tính ra vào chỉ có 20.000 một mũi thôi nhá. 20.000 một mũi thôi. 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là các bác lên mã giúp cho em đó là cái kìm cộng lực nhá. Đây các bác đẩy đi này cho em này, đẩy này cho em. Đó. Lên mã giúp cho em đó là kéo cắt tôn cộng lực nhá. Giá sẽ là 160.000 cho một con kéo cắt tôn cộng lực như này. Hàng của Nhật nhá, hàng của Nhật dùng cực kỳ là ngon luôn. Đấy, nó nghiêng 45 độ các bác. Đấy, con này thì nó sẽ là nghiêng 45 độ thì các bác dùng nó rất là tiện luôn. Nghiêng 45 độ thì con này lên cho em là kéo cắt tôn cộng lực nhá. Giá sẽ là 160k. 160.000 cho con kéo cắt tôn cộng lực như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ chuyên chén ngọc xanh như này nhá. Bộ chuyên chén ngọc xanh như này. Đấy, một bộ này sẽ bao gồm cho các bác là 6 chén và một chuyên như này nhá. 6 chén và một chuyên. Đấy, 6 chén và một chuyên như này. Chuyên này của nó thì nó sẽ là chuyên dạng chuyên thấp vừa phải này thôi. Trong lòng bàn tay này thôi. Các bác có thể dùng để mua để cho biếu tặng làm quà hoặc là các bác dùng để mình hãm trà, pha trà uống rất là ok luôn. Đấy. Bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 6 chén ngọc như này. 6 chén ngọc và một chuyên nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có 80.000 thôi các bác nhá. 80.000 cho mấy cái bộ 6 chén ngọc kèm chuyên như này nhá. Giá chỉ có 80k. Giá thanh lý cực kỳ tốt cho các bác luôn. 80.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái giá dắt dao nhá. Giá dắt dao. Con này thì cái này là các bác lên cho em là giá dắt. À kệ con này thì các bác lên cho em là giá dao đũa nhá. Đấy, lên cho em là kệ dao đũa nhá. Kệ cái này thì các bác vừa để được dao vừa được đũa luôn. Đây, dao đũa để vào bình thường. Giá thì chỉ có 150k thôi, 150.000. Chất liệu bằng inox 304, có nắp ở đằng sau này. Đấy, có nắp đằng sau này các bác nhá. Đấy, có nắp dít này để các bác xả nước này hoặc là tháo ra bình vệ sinh này, còn nước thì các bác chỉ cần nghiêng đi là nó đã chảy rồi. Nghiêng đi nó chảy rồi nhá. Ở đây thì 1 2 3 4 con dao này, một cái liếc, một cái kéo này và các bác dắt đũa vào đây. Đấy. Các bác lên cho em là giá dao đũa nhá, giá dao đũa này. Đấy, hoặc là kệ dao đũa. Kệ dao đũa. Giá sẽ là 150.000, 150.000 cho cái kệ dao đũa như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái túi rác nhá. Đấy, túi đựng rác. Ở đây thì nó sẽ là một cái dòng túi cực kỳ là thông minh luôn. Một bịch này của nó là tới 100 túi luôn. Đấy, 100 chiếc luôn. Tha hồ thoải mái cho sử dụng nhá. Bịch này là 100 cái luôn. Thoải mái cho các bác sử dụng luôn. Đấy. 100 cái tức là các bác dùng 3 tháng với hết bịch này. Dùng 3 tháng với hết bịch này nhá. Một bịch này 100 chiếc luôn. Chất liệu túi bóng rất là dai. Các bác có thể dùng để mình đựng rác rồi nói chung là các kiểu đều được. Ở đây nó sẽ có cho các bác là một cái dập đứt như này thì các bác giật ra cho em. Đấy, các bác xé ra cho em này. Đấy, xé ra cho em. Sau đó thì mình sẽ lồng nó ra mình cho vào các cái thùng rác nhà mình, nó rất là tiện luôn. Nếu các bác dùng những cái túi bóng đen thì nó lại không đủ cái diện tích để mình sử dụng, nhưng mà con này thì rất là ngon luôn. Đấy, kích thước của nó là 40-45, thoải mái cho các bác sử dụng luôn. Đấy, 45-50 thoải mái luôn. Các bác lột ra nhà cho em này. Đấy, sau đó thì mình lồng vào thùng rác này. Đấy, rất là to luôn nhá. Đấy, 45-50 rất là to luôn, lồng vào thùng rác này. Sau đó khi nào mà đi đổ thì các bác chỉ cần là giật cái quai này lên cho em. Đấy, giật cái quai này lên cho em. Sau đó thì mình xách đi thôi, không cần bẩn tay luôn. Đấy, hàng thì rất là dai luôn các bạn, rất là dai luôn nhá, rất là dai luôn các bạn. Đấy, túi bóng rất là mỏng như vậy, rất là dai các bạn này. Đấy, lên mã giúp cho em là túi đựng rác nhá. Các bạn lên cho em là túi rác nhá. Đấy, túi rác giá sẽ là 45k. Con này thì các bác mua 5 bên em sẽ tặng 1 nhá. Đấy, 45.000 cho một bịch như này, 100 cái luôn, mua 5 tặng 1. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái miếng dán thải độc chân. Giá thì sẽ là 40k cho một bịch như này, 40k cho một bịch 50 miếng. Con này thì bên em cũng bán mua 5 tặng 1 luôn. Đấy, chương trình tri ân khách hàng cứ mua 5 tặng 1, bao gồm là 50 gói thuốc này và 50 miếng dán như này, chuyên dùng để thải độc gan bàn chân và các cái khu vực nào mà các bác cần dán lên cũng rất là tốt luôn. Giá sẽ là 40k trên một bịch như này, mua 5 tặng 1 nhá, mua 5 tặng 1. Miếng dán thải độc chân rất tốt luôn.
Đó, mua 5 tặng 1 này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đèn 20 nhá, đèn 20. Đấy, giá thì chỉ có cho các bác là 110.000 cho con đèn 20 này thôi. Chất liệu của nó thì bằng thép nhá, rất sáng luôn, rất sáng luôn. Có một viên pin 18650 pin của hãng và kèm cho các bác một cái cáp sạc cái này nhá, cáp sạc. Hàng rất tiện ích cho các bác luôn. Đấy, nhỏ gọn, dài thì khoảng 20 cm. Lắp pin thì các bác lắp đúng chiều pin cho em nhá, lắp đúng chiều pin cho em để tránh nó không lên nhá. Đấy, các bác cứ lắp đúng chiều pin cho em là nó sẽ lên thôi. Đấy, lắp đúng chiều pin nhá, xoáy chặt vào. Sau đó thì các bác bật công tắc lên cho em. Đó, bật công tắc lên. Đây, đấy, bật công tắc lên. Nếu các bác xoáy mà chưa chặt thì nó sẽ không lên, hoặc là không đúng chiều thì các bác đảo chiều pin đi cho em. Lên cho em là đèn 20 nhá. Giá thanh lý cho các bác chỉ có cho các bác là 110.000 thôi, 110.000 cho con đèn 20 như này. Siêu sáng luôn. Đấy, siêu sáng luôn, qua đây không? Đây, mình có thể zoom ra zoom vào này, rất là tiện luôn nhá. Đây em sẽ tắt điện em test cho các bác xem luôn. Đây các bác này. Đấy, sáng chưa? Các bác thấy không? Đây. Đấy, một con đèn này. Đấy. Các bác có thể zoom zoom lại này, sáng nhất, sáng rất sáng luôn nhá. Đây, pha của nó này. Đấy, các bác thấy chưa? Pha của nó rất là rọi luôn nhá, rất rọi luôn. Các bác có thể tùy chỉnh nhá. Chỉnh rất đơn giản này, các bác chỉ cần đẩy tay lên, đẩy tay xuống như này thôi là xong này. Đấy, rất sáng luôn. Lên mã giúp cho em đó là đèn 20 nhá. Rất sáng luôn. Và pha của nó rất là rộng thôi nhá, dùng rất là thích luôn. Lên mã giúp cho em đó là đèn 20. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 110.000. Đấy, sáng mạnh, sáng vừa và nhấp nháy này. Pha thì siêu rọi luôn các bác nhá. Pha thì siêu rọi luôn, các bác thấy không? Có thể rọi xa hàng nghìn mét luôn các bác nhá. Đó, rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Đấy, thì hôm nay bên shop lại tiếp tục cập nhật các mã hàng này. Đó, bên shop thì lại tiếp tục về cho các bác cái sản phẩm đó là cái mỏ hàn điều chỉnh nhiệt độ các bác nhá. Đấy, mỏ hàn điều chỉnh nhiệt độ cho các bác đây. Và hàng đợt này về thì giá siêu tốt cho các bác luôn, giá siêu tốt cho các bác luôn. Các bác cũng nhận được rất là nhiều ưu đãi trong cái chương trình này các bác nhá. Đấy, thì hàng bên em gửi cho các bác nó sẽ bao gồm cho các bác là combo là đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trúng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Ba sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái mỏ hàn điều chỉnh nhiệt độ nhá. Đấy, nó có cái nấc điều chỉnh nhiệt độ ở đây này. Đấy, thì các bác có thể điều chỉnh nhiệt độ là cho em là từ 200 lên tới 450 độ C. Đấy, các bác điều chỉnh ở đây cho em. Đó. Và công suất của nó là 60W nhá. Con này thì các bác có thể thay mũi được nhá, có thể thay mũi. Thì bên em bán thì nó sẽ kèm cho các bác là tặng kèm cho các bác là 5 mũi luôn. 5 mũi thì các bác có thể thay nhá. Đấy. Có kèm cho các bác luôn là 5 mũi. 5 mũi để các bác thay này. Đấy. Kèm cho các bác là một cái túi 5 mũi như này, 5 mũi với 5 cái kiểu dáng khác nhau để các bác có thể thay tháo nhá. Tháo ra cho vào đây thay cái mũi này cho em này. Thứ nhất là 5 mũi này. Thứ hai là một quận thiếc này. Đấy. Thứ hai là sẽ kèm cho các bác là một quận thiếc như này. Đấy. À, một hộp thiếc như này nhá. Một hộp nhựa thông như này, một hộp nhựa thông như này và một quận thiếc luôn. Đó, thì combo cho các bác sẽ là bao gồm cho các bác là đi 1 2 3 này. 3 với mỏ hàn nữa là 4 nhá. Đấy, tổng các bác là 4 món luôn. 4 món. Mà cái giá thì cực kỳ là ưu đãi cho các bác luôn. Các bác lên cho em là mỏ hàn kèm mỏ hàn điều chỉnh nhiệt độ nhá. Con này thì có điều chỉnh nhiệt độ luôn, mỏ hàn điều chỉnh nhiệt độ. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là hoặc là lên cho em là mỏ hàn điều chỉnh nhiệt độ đi. Đấy. Mỏ hàn 60W, con này có công suất của nó là 60W thì lên cho em là mỏ hàn 60W nhá. Mỏ hàn 60W. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100k thôi. Đấy, 100.000 cho cái bộ mỏ hàn như này. Đấy, lên cho em là mỏ hàn 60W nhá. Đấy, mỏ hàn này. Mỏ hàn 60W, giá của nó sẽ là 100k nhá. 100k cho cái bộ như này. Bao gồm cho các bác là một mỏ hàn, một cái bộ mũi để thay tháo này và một cái hộp nhựa thông như này, một hộp nhựa thông như này. Đấy, rất tiện ích cho các bác luôn, combo cho các bác. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái mỏ hàn xanh nhá. Mỏ hàn xanh. Giá thì sẽ là 110.000 cho cái mỏ hàn xanh như này, 110.000 cho con. Con này thì nó chỉ có mỏ hàn không thôi, chỉ có mỏ hàn không thôi và về nhà thì các bác tự mua thiếc cho em để lắp thiếc vào đây, sau đó thì mình đút qua cái phễu này. Đút qua phễu này và mình bóp là nó sẽ đẩy ra nhá. Con này thì các bác lên theo là mỏ hàn xanh 150W này. Đấy, hàng made in Japan 150W. Con này thì các bác lên cho em là mỏ hàn xanh 150W nhá. Đấy. Ra thiếc tự động cho bác luôn, mỏ hàn xanh 150W. Giá thì sẽ là 110.000. Con này thì nó chỉ có mỏ hàn không thôi, về nhà các bác phải tự mua thiếc nhá, tự mua thiếc, tự sắm đồ mình làm. Đó, còn con mỏ hàn 60W thì có thiếc rồi. Đấy. Con này thì lên cho em là mỏ hàn
mỏ hàn xanh nhá, mỏ hàn xanh. Các bác lên cho em là mỏ hàn 150W thôi, 150W. Giá sẽ là 110k nhá, 110.000. Con này thì công suất của nó là 150W các bác, 150W nhá. Đấy, còn con này thì công suất của nó sẽ là 60W nhá, 60W, và nó combo cho các bác là có 3 món đi kèm nữa. Thì các bác lên cho em là mỏ hàn 60W hoặc là mỏ hàn combo, mỏ hàn combo thôi nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con máy xay cối xay inox nhá. Con này dung tích của nó là 2 lít. Dung tích của nó là 2 lít các bác nhá. Đấy, dung tích của nó là 2 lít và có cối xay như này các bác này. Có 4 lưỡi như này. Con này xay thì cực kỳ là ngon luôn, xay rất là ngon luôn nhá. Đó. Giá thì chỉ có 150 cành thôi, 150 cành. Đây, thân máy của nó đây con này, thân máy của nó đây. Đấy. Hai đầu nhấp nhả này rất là tiện luôn. Dung tích của nó là 2 lít nhá. Lên cho em là cối xay 2 lít, giá sẽ là 150k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái kính lúp nhá. Các bác lên cho em là kính lúp, con này thì giá của nó sẽ là 70.000. 70.000 cho một con kính lúp này. Giá sẽ là 70.000 thôi nhá. Con này ở đây thì nó sẽ có cho các bác là cái phần để các bác lắp pin vào đây nhá, lắp pin vào đây. Thì ví dụ như là các bác muốn thêm ánh sáng thì các bác lắp pin vào đây cho em, dùng rất là tiện. Người già các bác có tí tuổi rồi dùng cái này. Dùng cái này nó rất là tiện các bác này. Đây. Đấy, các bác thấy không? Đây. Đấy. Đấy. Thấy chưa? Đó. Lên mã giúp cho em đó là kính lúp nhá. To rõ ràng sáng sủa nhá. Lên cho em là kính lúp, giá sẽ là 70k nhá. 70.000 cho một con kính lúp như này. 70k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái gấp nóng nhá. Đấy, có lên cho em là gấp nóng, chiều dài của nó thì vào khoảng là gần 30 cm để các bác chiên rán xào nấu này, gấp thực phẩm, gấp thức ăn rất là ok. Lên mã giúp cho em là gấp nóng này. Con này các bác có thể lật đi lật lại như này. Đấy, để mình sử dụng nó rất là tiện ích luôn. Lên mã giúp cho em đó là gấp nóng. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 30.000, 30.000 trong cái gấp nóng như này nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là gấp nóng, giá sẽ là 30k các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái kéo cắt cành trên cao nhá, kéo cắt cành trên cao. Hàng nội địa của Nhật, made in Japan. Đó, made in Japan các bác đây. Made in Japan con này, thép SK5 không gì. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 130.000 cho con kéo cắt cành trên cao này thôi. Bao gồm một kéo một cưa, tha hồ tiện ích cho bác sử dụng luôn. Về nhà các bác cho cái xào vào đây cho em và bắt ốc vít vào. Đó, 130.000 kéo cắt cành trên cao thôi nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái gen co. À cái dây thít các bác nhá, dây thít. Giá thì sẽ là 25.000 cho một bịch này. 25.000 cho một bịch này các bác. Đấy. 25.000 cho một bịch như này thôi. Đây, đây các bác thít vào như này cho em là xong rồi. Đó. Thì mình dùng cho son à cho bao bì này hoặc là cành cây, nói chung là dùng cái gì cũng được, rất là đa chức năng luôn. Lên mã giúp cho em đó là dây thít. Nó sẽ có cho các bác là 20, 25 và 30. Đấy, tức là dài là 20, 25 và 30. Thì các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy. Giá đều là 25k hết nhá. 25k cho một bịch như này. Đấy, 25.000 cho một bịch dây thít như này. Dùng nó rất là tiện ích, về nhà các bác có thể là đi cấy lúa, cấy ruộng các bác đóm mạ này hoặc là bịt bao, bịt đầu rất là ok nhá. 25k cho một bịch như này thôi. Đấy, bao gồm cho các bác là đầy đủ các cái kích thước cho các bác lựa chọn luôn. Đó. 20, 25, 30 các bác nhá. 20, 25, 30 đầy đủ kích thước. Đấy. Và của nó đều là 250g hết nhá, 250g. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái hộp kim chỉ này. Đấy, đây nó sẽ là một cái hộp kim chỉ đa năng như này. Thì bao gồm cho các bác cả kim, cả chỉ, cả kéo kiếc rồi đầy đủ phụ kiện đi kèm luôn. Giá thì chỉ có 25.000 thôi. 25.000 cho một hộp kim chỉ như này. Đấy, 25k nhá. Đây. Nó sẽ có cho các bác là kim này, thước đo này, rồi đầy đủ các cái chi tiết đi kèm cho các bác để các bác sử dụng đây. Một cái bộ chỉ như này combo cho bác bao gồm là 10 quận chỉ này. Đấy, rồi kim, rồi đê, rồi móc, rồi kim băng đầy đủ cho các bác luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là đi 25.000 thôi. 25.000 cho một cái hộp kim chỉ như này. 25.000 cho hộp kim chỉ như này nhá. Lên cho hộp kim chỉ giá sẽ là 25k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái túi túi đựng điện thoại các bác nhá. Túi đựng điện thoại thì con này các bác dắt vào trong cái thắt lưng của mình. Đấy, dắt vào thắt lưng của mình, sau đó thì các bác cho điện thoại vào đây cho em. Đấy, cho điện thoại vào đây cho em. Đó, rất là tiện ích luôn. Rất tiện ích luôn nhá. Đó. Lên mã giúp cho em đó là túi đựng điện thoại nhá. Túi đựng điện thoại. Rất tiện ích cho các bác luôn. Giá thì cũng khá là hợp lý nhá. Giá khá hợp lý cho các bác luôn. Đó.
giá thì rất là hợp lý rồi. Đây, các bác cho vào điện thoại này cho em này. Đấy, à cho vào cái thắt lưng như này. Cho vào thắt lưng như này, thế là các bác đút điện thoại vào thì cực kỳ là tiện ích và an toàn luôn. Ngoài điện thoại thì các bác có thể đựng tiền này hoặc là giấy tờ đều ok hết nhá. Đấy, nó có cả cái đai như này, các bác đeo vào cái đai quần cho em thì nó rất là tiện luôn và rất là đẹp. Đó. Lên mã giúp cho em đó là túi đựng điện thoại. Con này thì giá bên shop sẽ thanh lý cho các bác, giá chỉ có 40 cành thôi nhá. 40 cành cho một con túi đựng điện thoại như này. Lên mã giúp cho em đó là túi đựng điện thoại, giá sẽ là 40k nhá. Đấy. Lên cho em đó là túi điện thoại nhá. Túi điện thoại này. Túi điện thoại giá sẽ là 40k. 40k cho một cái túi điện thoại như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái này, nó là cái bộ mũi khoan tháp nhá. Đấy, các bác lên cho em là hộp 5 mũi khoan tháp kèm cây lấy dấu, cái này có kèm cây lấy dấu luôn. Đó, hàng của thương hiệu Unica Japan, hàng của Nhật nhá, chất lượng cho các bác luôn. Bao gồm cho các bác là 5 mũi khoan tháp và một cây lấy dấu. Đấy, nó sẽ có cho các bác là combo 1 2 3 4 5, 5 mũi khoan tháp kèm một cây lấy dấu như này. Chất liệu của nó là thép gió phủ titan, cực kỳ bền đẹp và chắc chắn cho các bác luôn. Và cái giá thì rất là hợp lý các bác nhá. Đây. Đấy, lấy dấu thì các bác chỉ cần nhấp này là có dấu luôn này. Đấy. Nhấp này có dấu luôn, các bác theo. Đó, rất tiện ích luôn. 5 mũi khoan tháp kèm cây lấy dấu giá sẽ là 180 cành nhá, 180k. Đấy. Lên cho em là hộp 5 mũi khoan tháp này. 5 mũi khoan tháp nhá. 5 mũi khoan tháp kèm lấy dấu. Kèm lấy dấu giá sẽ là 180k. 180.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái hộp 5 mũi khoan đa năng. Đấy. 5 mũi khoan đen đa năng như này. 1 2 3 4 5, 5 mũi từ 6 đến 12. Đây. 2 mũi 6, 1 mũi 8, 1 mũi 10 và 1 mũi 12. Đấy, hộp 5 mũi khoan đen giá sẽ là 110.000. 5 mũi đen nhá. 5 mũi đen đa năng giá sẽ là 110k nhá. Hộp 5 mũi khoan đen đa năng 110.000. 5 mũi khoan hình mũi khế như này các bác có thể khoan được tất cả mọi chất liệu trên mọi bề mặt cho em luôn, rất tiện ích cho nhá. 5 mũi khoan đa năng. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái ống nhòm dành cho trẻ em nhá. Con này thì về nhà các bác lắp pin vào cho em này. Đấy, lắp pin vào là mình sử dụng. Đấy, có đèn sáng luôn. Các bác về các bác lắp cho em hai quả pin con thỏ vào đây. Đấy, hai quả pin con thỏ nhỏ vào đây các bác nhá. Đó. Dòng này thì nó sẽ là dòng dành cho trẻ em nhé. Các bác có thể mua để cho tặng làm quà cho các em bé nhà mình cũng rất là ok. Giá thì sẽ là 90k cho một cái 90k cho một cái ống nhòm như này các bác nhá. Đấy. Ống nhòm dành cho trẻ em, giá sẽ là 90k. Đấy, đợt này em thanh lý cho các bác cái giá chỉ còn 70k thôi. 70k cho cái ống nhòm dành cho trẻ em như này nhá. Ống nhòm dành cho trẻ em, giá sẽ là 70.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con máy massage cổ này. Đấy. Con này thì hàng siêu tiện ích luôn và dùng thì cực kỳ là phê luôn các bác nhá. Bao phê cho các bác luôn. Đây, đấy. Hàng sử dụng một pin và về nhà các bác chỉ cần là thắt cái đai này vào bên dưới bụng này, sau đó thì mình sử dụng cho em. Chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng da PU này và bên đằng sau này bằng vải này. Giữ lì cho em cái phím này là nó sẽ chạy này. Đấy. Thì các bác đưa vào cổ vai gáy nó bóp cho các bác rất là đã luôn. Ngoài cổ vai gáy thì các bác có thể nằm dựa lưng này hoặc là các bác có thể cho đùi lên đây cũng được này. Đấy, đùi. Đùi cũng rất là ok luôn. Đấy, chân bắp đùi đều ok hết nhá. Giá sẽ là 320.000 nhá. 320.000 cho cái con massage vai gáy như này. Lên cho em là massage vai gáy nhá. Massage vai gáy giá sẽ là 320k. Đấy. 320k massage vai gáy này. Vai gáy giá sẽ là 320k nhá. 320.000. Bao ship tận nhà cho bác luôn. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Đó, các cái mẫu hàng của bên em. Thì hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái lô ghế câu thì nó có hai mẫu. Đấy, con này là ghế không tựa này. Ghế không tựa này thì giá của nó chỉ có 70 cành thôi. Chiều cao khoảng 25 và rộng khoảng 25 nhá. Đấy, còn con này thì có tựa này. Chiều cao phần tựa này sẽ là 70 này. Cao phần tựa là 70. Và cái phần ghế để ngồi này thì bản ghế này là 40-60 nhá, rất là rộng luôn. Tay các thứ các bác có thể tì đè thoải mái cho em luôn, rất rộng rãi các bác này. Đó. Đây các bác chân này, đấy em bây giờ em rung rinh cho bác xem nhá, rung linh đánh đu các bác này. Đấy các bác thấy không? Nó là cái hệ chân đai chéo như kiểu đai gọng vó như này, cho nên nó rất chắc luôn và gấp vào nó rất là gọn, gấp vào nó rất là gọn. Đây, khi các bác gấp vào thì nó chỉ như một cái túi này thôi. Đây các bác có thể xách đi du lịch, đi phượt, đi chơi bài các thứ này. Đấy, con này thì các bác lên cho em là ghế tựa nhá. Giá của nó sẽ là 260.000. Nó sẽ có cho các bác là hai màu, có quai xách cái chiếc như này. Rồi ok. Đấy, quai xách có túi này. Đằng sau thì nó sẽ có cho các bác là một con túi chống nước như này nhá, một con túi chống nước như này. Và bên hông này thì sẽ có cho các bác là một cái túi để các bác đựng điện thoại, giấy tờ này. Đấy, đằng sau này là một con túi chống nước nhá. Túi chống nước đây. Các bác bỏ giấy tờ, bỏ các thứ vào đây mình gấp vào là nó sẽ chống nước cho các bác này, gấp vào chống nước luôn. Đó. Thì
Con này thì nó sẽ là ghế tựa nha, ghế tựa là 260.000, còn ghế không tựa này sẽ là 70.000 thôi. 70.000 cho con ghế không tựa như này. Con này thì chiều rộng của nó là vào khoảng là 25 gần 30 nhá. Đấy, và cao của nó cũng tầm tầm đấy. Còn con này thì cao 70. Ghế ngồi rộng, đẹp, ngon lành cho các bác luôn. Giá thì rất hợp lý các bác nhá. Đấy, các bác lên cho em là ghế tựa là 260.000, còn ghế không tựa đây là 70.000. Rồi, ok. Con ghế tựa này bên em có hai màu nhá. Một cái là màu xanh, cái là màu đen. Đấy, còn cái con ghế không tựa này thì chỉ có cái màu lá như này thôi. Đấy, ghế không tựa. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mẫu đèn này. Đấy, đầu tiên là cái đèn nấm này, đèn nấm. Con này thì giá của nó sẽ là 25.000. Nó là đèn ngủ cảm biến nhá, hình cây nấm. Đèn ngủ cảm biến hình cây nấm, ban đêm thì nó sẽ tự sáng và ban ngày nó tự tắt. Đây em sẽ che cái cảm biến này đi này, là nó sẽ sáng này, các bác thấy không? Đó, đây cái mắt cảm biến của nó đây. Đó, thì con này là 25.000 nhá, lên cho em là đèn nấm 25.000. Tiếp theo thì em về cho các bác cái mẫu đèn, đó là một cái loại một cái mẫu đèn các bác lên cho em là đèn ngủ đuổi muỗi nhá. Đấy, con này thì vừa là đèn ngủ vừa có tính năng đuổi muỗi luôn. Đấy, thì các bác chỉ cần cắm điện vào này cho em, cắm điện vào này cho em này. Đấy, bật lên thì nó sẽ có tính năng là đèn ngủ và vừa tính năng đuổi muỗi luôn. Đấy, cũng là một cái mẫu rất là thịnh hành nhá, và bên em bán rất là tốt luôn, rất nhiều người dùng. Đèn ngủ đuổi muỗi giá sẽ là 45.000 nhá, 45.000 cho con đèn ngủ đuổi muỗi như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm, đó là cái mẫu đèn led mini nhá. Đèn led mini con này thì rất nhỏ gọn này. Đấy, công suất của nó thì vào khoảng là 3W nhá. Công suất của nó vào khoảng là 3W, rất nhỏ gọn luôn, có công tắc như này. Đấy, lúc nào các bác thích dùng thì các bác dùng, không dùng thì các bác tắt đi, nó rất là tiện. Và nó cắm trực tiếp này luôn, cắm trực tiếp này luôn các bác này. Đấy, giá của nó thì rất tốt cho các bác luôn nhá. Công suất của nó là 3W nhưng mà khá là sáng, thì các bác dùng ban đêm nó rất là tiện này. Đấy, các bác có thể cắm ở cổng, ở cửa, hoặc các khu vực nào mình cần lấy sáng, hoặc là khu vực nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet, hoặc là hành lang. Đấy, thì các bác dùng con này cho em. Công suất của nó là 3W và nó sẽ có công tắc như này. Thích thì dùng, không thích thì mình tắt đi, nó rất là tiện luôn nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là đèn led mini nhá. Các bác lên cho em là đèn led mini, giá thì chỉ có cho các bác là 20 cành thôi. Đó, đèn led này, đèn led mini nhá, đèn led mini giá sẽ là 20.000 cho một con đèn led mini như này. Giá thì 20.000 các bác nhá. Đấy, đây, tính ứng dụng rất là cao luôn, về nhà các bác không cần phải đui đúng gì cả. Đấy, nó có làm con bóng đèn led mini này, cắm ổ điện là bật thôi. Đấy, các cái không gian nào mà mình cần phải chiếu sáng liên tục mà tiết kiệm điện nhá, công suất của nó chỉ có 3W thôi. Công suất của nó là 3W thì các bác nhá. Đấy, công suất của nó là 3W cho nên dùng nó rất là tiện. Đấy, ánh sáng led dùng trong nhà cực kỳ tiết kiệm điện luôn, công suất là 3W nhá. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái bóng đèn 3W nhá, bóng đèn 3W sử dụng điện 220V. Các bác lên cho em là bóng đèn 3W, con này thì giá của nó sẽ là 10.000 nhá. 10.000 cho một quả bóng đèn 3W như này. Bóng đèn 3W giá sẽ là 10.000 các bác nhá. Đấy. Còn con này thì nó sẽ là đèn led mini nhá, đèn led mini 20.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là dây bóng nhá. Các bác lên cho em là dây bóng, tại vì cái dây này nó có cả đuôi cả bóng luôn. Có cả đuôi cả bóng luôn. À, cả đuôi, tức là nó có sẵn cả đuôi luôn không nhá. Đấy, nó dây nó có sẵn cả đuôi luôn, cho nên bên em lên nó là dây bóng nhá. Đấy, lên cho em là dây bóng. Thì nó có cái dòng 4m. Đấy, một dòng là 4m và một dòng là gần 7m, một dòng là 4m. Đây, một dòng là 4m và một dòng là gần 7m các bác nhá. Đấy. Dòng ngắn thì là 4m và dòng dài là gần 7m. Thì cái shop có hai mẫu như vậy, thì các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy. Dây thì nó là một cái dòng dây kèm sẵn đuôi và công tắc luôn. Đây, đấy, ví dụ như cái này là 4m này. 4m này. Có sẵn đuôi và công tắc luôn nhá. Có sẵn đuôi công tắc luôn. Đây, công tắc này về nhà các bác chỉ cần bắt cái bóng đèn vào đây cho em. Đây. Đấy, em sẽ thử cho các bác xem luôn nhá. Đây. Ví dụ là em bắt cái quả bóng 3W vào đây này, bắt quả bóng 3W vào đây. Đó. Thì cái này các bác dùng được từ công suất là khoảng bóng từ 100W trở về là ok. Đấy, bóng 100W trở về là ok các bác nhá. Đấy. Dây thì dài là khoảng 3m rồi. Dây dài là khoảng 4m rồi. Cắm điện vào cho em này. Đấy. Sau đó thì các bác bật công tắc lên này. Đấy, các bác thấy không? Có công tắc luôn. Các bác cứ cắm điện trực tiếp như này. Đấy, thích thì mình bật công tắc này thôi. Rất tiện ích nhá. Đó. Tắt đi bật lên, rất tiện luôn. Đó. Tắt đi bật lên này, rất tiện luôn. Các bác thấy không? Rất tiện nhá. Đó, thấy chưa? Rất tiện luôn. Đấy, có công tắc như này. Lên mã giúp cho em đó là dây bóng nhá, dây bóng. Thì có cái dòng là cái dòng 4m này của nó, thì dòng 4m này thì bên shop bán cho bác với giá đó là 50.000 nhá. 50.000 cho một cái dây bóng 4m như này. Đấy. Còn cái dòng 5m thì giá của nó sẽ là 60.000 nhá. Đấy, dòng 5m của nó sẽ là 60.000. Đấy. Dòng 5m, dòng gần 7m nhá, gần 7m cứ gọi cho là trên 6m đi.
Đấy, trên 6 mét của nó sẽ là 60k nhá, 60k. Đó. Của nó thì nó vào gần 7 mét đấy nhá, gần 7 mét. Giá sẽ là 60.000. Còn cái dòng mà gần 4 mét này thì giá của nó sẽ là 50.000 nhá. Giá của nó sẽ là 50.000. Đó thì bên shop có hai mẫu như vậy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái con dao gấp mini như này nhá. Đấy. Khi mở ra thì chiều dài của nó vào khoảng là 15 cm và khi gấp vào thì nó vào khoảng là 7 cm như này. Hàng siêu bén cho bác luôn và có lưỡi cài này. Các bác có thể cài vào ví dụ như là cài vào thắt lưng này hoặc cài vào đâu cũng được. Đấy, rất là tiện luôn. Đó. Và đây là một con dao gấp rất là gọn gàng nhá. Các bác có thể mang đi du lịch này, đi phượt này. Đấy. Các bác lên cho em là dao gấp nhá. Con này thì giá rất hợp lý cho các bác luôn. Các bác lên cho em là dao gấp nhá. Con này thì giá cực kỳ hợp lý cho các bác luôn. Giá chỉ có cho các bác là 25.000 trong con dao gấp này thôi. Lên mã giúp cho em đó là dao gấp nhá. Dao gấp giá sẽ là 25.000. Hàng siêu đẹp cho các bác luôn. Đây, không dùng nữa các bác, gấp gọn này cho em này. Gấp gọn như này các bác này. Rất tiện ích luôn, rồi mình có thể cài vào. Thép không gỉ, dao cực kỳ sắc bén luôn. Đấy, dao rất là bén các bác nhá. Dao rất là bén, gấp gọn được luôn. Các bác có thể đeo vào móc khóa này để mình gọt hoa quả này hoặc là đi rừng đi phượt này, chiết cây chiết cành đều ok. Lên cho em là dao gấp nhá. Dao gấp giá của nó sẽ là dao gấp này, giá của nó sẽ là đi 25k trong con dao gấp này thôi, 25.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái công tắc quạt nhá. Công tắc quạt từ xa. Đấy, điều khiển quạt từ xa thì về nhà các bác có thể lắp vào hết các cái dòng quạt điện này. Đấy, quạt phun sương, quạt hơi nước này và các cái loại quạt cây, quạt kiếc đều ok hết nhá. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái bản mạch như này. Một cái bản mạch như này thì về nhà các bác lên YouTube các bác gõ cho em là cách lắp công điều khiển quạt từ xa nhá, là nó sẽ có thôi. Bàn phím của nó thì nó sẽ là tiếng Việt như này, rất dễ sử dụng này. Về nhà các bác chỉ cần là cắt cái mạch của các cái hệ thống công tắc cũ ra, đấu con này vào cho em, đó là mình sử dụng thôi. Rất tiện ích nhá. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Các bác lên mã giúp cho em đó là điều khiển quạt nhá, điều khiển quạt, tên đơn giản vậy thôi. Đây, ở đây nó có các cái sơ đồ đấu nối này. Về nhà các bác có thể đấu nối theo cái sơ đồ này cho em, hoặc là mình về mình xem trên YouTube rồi mình đấu nối rất là dễ dàng thôi nhá. Lên cho em là điều khiển quạt nhá. Điều khiển quạt này, giá của nó sẽ là 50k nhá. 50k cho một cái bộ điều khiển quạt như này. Giá chỉ có 50k anh thôi. Đấy, rất tiện ích nhá. Combo cho các bác là một bản mạch. Đấy, các bác đấu nối như này cho em, cái này rất dễ đấu nối vô cùng luôn. Đấy, nó sẽ xeo các cái số của quạt như này và mình đấu vào cái nguồn này thôi. Đấy, rất đơn giản thôi. Các bác cấp nguồn và sau đó đấu theo số của quạt này là xong nhá. Đấy, một bộ này thì bên em đang bán 49k anh nhá. Đấy, bên em đang bán 49 50.000 đây này. Có nhu cầu của các bác thì bên em cũng đã dặn nhà sản xuất là in bằng tiếng Việt để sơ đồ đấu nối cho các bác rồi. Đấy, đầu tiên là 3 dây số của quạt thì các bác đấu vào chân 1, 2 và 3 được chưa? 2 dây này 2 dây nguồn vào. Thế sau đây em sẽ hướng dẫn đấu nối cho các bác luôn ạ. Đầu tiên thì các bác cứ mặc định là bác cứ cắt quạt ra đấy, cắt quạt ra thì có 3 cái dây số được chưa? Để các bác đấu vào chân 1, số 1, số 2 và số 3 cho em. Là ok nhá. Để mặc định là cứ tháo quạt ra là quạt đấu luôn. Đấy, có sẵn 3 cái số quạt của quạt rồi, bác phải đấu luôn vào số 1, số 2 và số 3 cho em. Là mặc định nhá. Mặc định là 3 cái dây số của quạt là các bác đấu vào chân 1, 2, 3 cho em là ok. Đấy, 3 dây số 1, 2, 3 nhá. Các bác đấu vào cái chân mạch cho em. Đấu vào chân 1, 2, 3 trước. Rồi. Con này thì nó không có cái thuốc năng điện ạ. Thì mình bỏ cái chân FV kép nhá. Các bác bỏ cho em cái chân FV kép nhá. Thì mình lấy thuốc đặc cơ thôi. Thì dùng điều khiển bằng cơ được chưa ạ. Đấy, còn bác nào mà mua thêm thuốc năng điện thì liên hệ với em. Bước tiếp theo thì mình đây. Ở cái dây này thì các bác lấy nguồn điện vào nhá. Nguồn điện vào thì chân nóng qua chân nguội đấy. Đấy, nguồn điện vào thì mình đấu luôn vào cái chân N thấp và chân N cao này, này cho em nhé. Đấy, pha nóng và pha mát mình nó không phân biệt đâu ạ. Đấy thì các bác đấu luôn cho em vào đây. Là hai dây này là hai dây nguồn điện vào nhé. Tiếp theo là bác lấy nguồn điện từ tụ điện về. Bác lấy cho em một dây. Nhiều quạt thì mình cắt ra thì là nó có một dây nó kéo vào về đây rồi. Từ trên xuống, còn quạt này thì không có thì mình trích một dây ra cho em như này. Mình lấy dây này dây của tụ nhé. Đấy, dây này dây của tụ mình trích ra nhé. Chứ nhiều bác cắt đi là nó sẽ nổ đấy ạ. Thì cấp nguồn cho động cơ mình phải cấp cả hai dây chứ, được chưa? Đây là cái mắt thần nhá, mắt thần thì bác để ra ngoài quạt cho em như này. Đấy, đấy được chưa? Đấy thì em sẽ cắm lên đây như này. Và em sẽ vào em test cho các bác xem nhé. Đấy, em sẽ để ở đây. Đấy, cái mắt thần thì bác để đây cho em. Đấy, sau đó mình sẽ cấp nguồn điện cho nó này. Đấy, cấp nguồn này. Đấy, sau đó mình bật tắt cho nó nhá các bác nhá. Đây, em sẽ bật tắt này. Đấy, được chưa? Đấy, lúc này rút mạnh hơn này. Đấy, mạnh hơn nữa này. Đấy, đó, đây có cái video đấu nối nha, hoặc các bác có thể lên TikTok mình xem trực tiếp nhá. Đấy, các bác có thể lên trực tiếp TikTok mình xem đấu nối cho em. Đây, nó sẽ có chân 1, 2, 3 là ba cái số của nó này. Đấy, còn cái SV kép này là cái túc năng thì các bác bỏ qua. Đấy,
Còn lại thì các bác cấp nguồn vào đây cho em, nóng lạnh thì các bác cấp dây nào cũng được, nó không quan trọng dây nóng dây lạnh. Sau đó thì các bác cấp một cái nguồn nữa của cái quạt vào đây là xong. Và đây là cái mắt thần các bác để lên trên này. Sau đó thì mình dùng điều khiển đây các bác nhá. Đấy 50 cành thôi mà các bác đã có một cái bộ quạt điều khiển từ xa rồi thì các bác rất nên sử dụng nhá. Giá cả thì rất là hợp lý cho các bác luôn. Đấy bên shop họ cũng đang bán là 49-50 nghìn đấy. Bên em bán cũng giá hợp lý cho các bác luôn. Rồi ok. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm, nó là cái ấm siêu tốc Hàn Quốc nhá. Ấm siêu tốc Hàn Quốc. Giá thì chỉ có 130 cành thôi. 130 cành cho một con ấm siêu tốc Hàn Quốc như này. Đấy. Con này thì vỏ bằng nhựa và bên trong của nó thì bằng inox 304. Inox 304 sáng bóng đẹp. Đấy. Inox 304 sáng bóng đẹp, hàng thương hiệu Cúc Cu của Hàn Quốc nhá. Đó. Giá chỉ có 130 cành thôi, dung tích là 2,5 lít. 2,5 lít các bác nhá. Bên thì em là ấm siêu tốc Hàn Quốc, giá là 130 nghìn. Ấm siêu tốc Hàn Quốc nhá, 130k, 130 cành. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác dòng sản phẩm đó là cái đế nóng nhá, đế nóng. Con này thì các bác có thể để ấm thủy tinh này là rồi xoong nồi các kiểu con này điều lên được hết nhá. Ấm thủy tinh xoong nồi các kiểu con này điều lên được hết để mình giữ nóng này, mình pha trà, pha cà phê hoặc là các bác có thể đun nấu thoải mái luôn. Đây, đường kính của nó thì nó vào khoảng là từ 8 đến 10 cm như này và có công tắc đây nhá, có công tắc có số 1, số 2, số 3. Khi các bác bật lên là nó sẽ có dơ le và độ nóng của nó rất là nhanh luôn, sử dụng điện 220V. Đấy các bác này, đây. Đấy, các bác chỉ cần bật cái này lên cho em này. Đấy là đèn báo lên này. Đấy, cho số lên là đèn lên nhá. Đấy, on up này, cho số lên là đèn lên thôi. Đèn lên sau đó thì các bác sử dụng thôi. Đây đèn báo lên này các bác này. Đấy, đèn nháy đây. Và nóng ngay các bạn, nó nóng ngay luôn thì rất là tiện nhá. Nó là một cái dòng mâm gang thôi. Một cái dòng mâm gang cực kỳ là an toàn luôn. Đấy, em vừa cắm có mấy giây mà nó đã nóng rồi thì các bác có thể đặt xoong nồi các thứ lên đây đun nấu thoải mái, mang đi du lịch, đi học, đi phượt, đi làm đều ok. Đấy ví dụ như là mình cần phải đun nấu ngay thì dùng cho em cái này cho em. Đó. Lên cho em là đế nóng nhá. Đế nóng giá của nó sẽ là 130 cành thôi. 130k cho con đế nóng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái kích điện 220 nhá, kích điện 220. Đấy, giá thì sẽ là một các bác lên cho em là kích điện nhá. Con này giá sẽ là 175.000, các bác kẹp vào áp quy cho em, dương âm. Đấy, dương là màu đỏ, âm là màu đen. Nó sẽ kích cho các bác lên điện 220V luôn, có công tắc ở đây. Có cho các bác là hai chân USB này, hai chân cắm USB nhá. Và có cho các bác là một cục nguồn như này, một cái chân nguồn như này để các bác cắm trực tiếp mình sử dụng quạt rồi các thiết bị khác đều ok hết nhá. Giá thì sẽ là 175.000, 175.000. Lên cho em là kích điện 220, nhà các bác có áp quy 1224 đều dùng được cả nhá. 1224 đều dùng được cả, rất tiện cho các bác luôn. Đây, 1224 đều dùng được hết nhá. Lên mã giúp cho em đó là kích điện nhá. Kích điện giá của nó sẽ là 175k cho một con kích điện như này, 175.000 cho một con kích điện như này nhá. Đó, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái cục lọc nước nhá. Đấy, nguồn nước nhà các bác bị bẩn bị ô nhiễm này. Đấy thì các bác có thể lọc qua để mình sử dụng này. Một là lọc qua để sử dụng trực tiếp, hai là lọc qua máy giặt này, ba là lọc qua bình nóng lạnh này để đảm bảo an toàn. Thì con này lõi của nó bằng inox như này. Các bác có thể dùng sau đó thì mình lại tháo ra, mình vệ sinh được, tháo ra mình vệ sinh rửa ráy đi sau đó thì mình lại lắp tiếp vào. Thì nó rất là tiện ích luôn. Lên mã giúp cho em đó là cục lọc nhá, cục lọc. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là, các bác lên cho em là lọc nước nhá. Lọc nước giá của nó sẽ là 50k nhá. Lọc nước 50.000. Ngoài ra thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái phao nước đây, phao cơ như này. Lên mã giúp cho em là phao nước nhá. Đấy, con này thì rất là tiện, bây giờ không ai người ta dùng cái phao cơ gậy gậy như này nữa, dùng nó vừa kêu nó vừa rít vừa khó chịu nhá. Mà ngoài ra thì nó không an toàn thì con này thì dùng rất là an toàn luôn, nước ngập 1 cm như này thì phao sẽ tự đóng, rất tiện luôn. Giá sẽ là 70k nhá, 70.000. Lên mã giúp cho em đó là phao nước, giá sẽ là 70k nhá. Phao nước này, lên cho em là phao nước, giá sẽ là 70.000 nhá. 70k cho một con phao nước như này. Rồi ok. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là cái bộ bài vàng nhá. Bộ bài vàng thì bên shop lại tiếp tục về hàng cho các bác và giá thì rất là tốt luôn. Đấy. Bài này của nó là bài bằng nhựa nhá, bài bằng nhựa chứ không phải bằng giấy nhá, bằng nhựa các bác. Đấy, bằng nhựa. Các bác có thể gấp thoải mái này, gấp thoải mái không sợ bị cong gãy này. Đấy. Nó là bài bằng nhựa các bác nhá. Đấy. Thì nó màu vàng như này, bên em gọi nó là bài vàng, rất là đẹp luôn, rất đẹp các bác này. Giá thì chỉ có 35 cành cho một bộ bài vàng như này thôi, 35k nhá. 35.000 cho một bộ bài vàng như này, rất đẹp các bác. Và giá thì lô này bên shop về cho anh em các bác cái giá siêu hợp lý luôn. Lên mã giúp cho em là bài vàng, giá sẽ là 35.000 nhá. 35k cho một cái bộ bài vàng như này. Con này thì chơi các bác chơi nó rất là tiện và sành điệu luôn. 35k, lên cho em là bài vàng 35.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái chảo tổ ong này. Đường kính của nó thì nó sẽ vào khoảng là 24-25 cm, chống dính siêu tốt luôn. Bếp từ bếp ga các loại bếp đều đun ok hết nhá. Đấy, chảo tổ ong
chống dính rất là tốt luôn. Giá thì sẽ là 140k nhá, 140k cho một con chảo tổ ong như này. Quai của nó liền này, đấy quai liền dập riếc rất là ác luôn, rất sạch sẽ các bạn. Đấy, cứng cáp sạch sẽ dày dẫn. Các bác nghe tiếng kêu các bác biết nó dày rồi. Lên mã giúp cho em là chảo tổ ong nhá, giá sẽ là 140.000, chống dính tốt luôn, đường kính khoảng 25cm. Lên cho em là chảo tổ ong này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái con massage 3D nhá, massage 3D. Đấy, đây. Nó sẽ là cái dòng massage 3D như này. Lên trên là massage 3D. Con này các bác dùng bằng tay này thôi. Để mình con này thì nó sẽ là hàng đa chức năng luôn, đa chức năng luôn. Giúp cho các bác là cổ, vai, gáy này, ngực này, eo này, đùi này. Đấy, rồi nói chung là mặt này đều ok hết nhá. Lên mã giúp cho em đó là massage 3D nhá. Con này thì giá của nó sẽ là massage 3D bằng tay. Giá của nó sẽ là 50k. Massage 3D bằng tay này. Đấy. 3D bằng tay nhá, dùng bằng tay thôi. Giá sẽ là 50k nhá, 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bút thông mạch nhá, bút thông mạch đây. Đấy, đây nó sẽ là một con bút như này. Đấy, các bác dùng nó rất là tiện ích để giúp cho các bác khi mà mình đo mạch này. Đấy, đo mạch này rất là tiện nhá. Và nó sẽ phân cho các bác là hai cực luôn, nóng lạnh rất là rõ ràng luôn nhá. Đấy, lạnh thì nguyên màu xanh như này, nóng thì sẽ là màu đỏ như này. Rất rõ luôn nhá. Đấy, các bác mắt kém, mắt yếu đều dùng được hết nhá. Thứ nhất là xanh lè này, thứ hai là đỏ lừ này. Đấy, rất tiện luôn. Nguyên màu xanh này. Đấy, và màu đỏ này, âm dương nó chia rất là rõ luôn nhá. Ngoài ra thì giúp thông mạch nhá, dây đứt dây điếc các bác cần test, dây đứt dây điếc là ok luôn. Lên cho em là bút thông mạch nhá. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là, các bác lên cho em là bút thông mạch, giá sẽ là 20k nhá. 20k cho một quả bút thông mạch như này. Giá sẽ là 20.000, lên cho em là bút thông mạch giá 20.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đèn bắt muỗi nhá, đèn bắt muỗi đen. Đấy, con này thì chức năng chính của nó là bắt muỗi. Các bác cắm trực tiếp điện 220 cho em. Đấy, cắm điện 220 cho em này. Đây, cắm điện 220 cho em, sau đó thì mình sử dụng như bình thường thôi. Đấy, thì nó sẽ có cái ánh đèn hồng ngoại như này, và khi con muỗi nó thu hút nó bay vào cái lưới như này là nó sẽ bị chập cháy nhá, chập. Đấy, con muỗi nó sẽ bị chết, nôm na là như thế, và có công tắc đây. Lên cho em là đèn bắt muỗi đen nhá, đèn bắt muỗi đen. Giá của nó sẽ là 120.000. 120k cho một con đèn bắt muỗi đen như này, 120k nhá, 120.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái kẹo chuột nhá. Một hộp này của nó là 30.000 một hộp. Cái này thì bên em bán rất là nhiều rồi, hàng này của Thái Lan, cực kỳ nhạy luôn. Chuột to, chuột nhỏ, chuột lớn, chuột bé, chuột nhà, chuột đồng, chuột đàn. Đấy, cái này thì ưu điểm của nó là một con ăn là nó sẽ kéo cả đàn đến ăn và chết cả đàn luôn. Giá thì chỉ có 30 cành thôi, 30 cành cho một hộp kẹo chuột như này. Hàng của Thái Lan đây, toàn bộ chữ Thái nhá, 100% hàng Thái Lan. Thị phần bán của nó sẽ là số 1 của Thái Lan luôn. Đấy, số 1 của Thái Lan luôn đây các bác này. Đây, thị phần bán nó số 1 Thái Lan luôn. Ưu điểm con này là nó kéo cả đàn đến ăn chết cả đàn luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đèn cúc áo nhá. Dòng này dòng siêu sáng luôn. Giá thì sẽ là giá thanh lý cho các bác luôn. Giá thanh lý cho các bác này. Đấy. Giá thanh lý cho các bác cực tốt luôn. Một con đèn siêu sáng như này giá chỉ có 30 cành thôi. 30k nhá. Lên mã giúp cho em đó là đèn cúc áo nhá. Đèn cúc áo giá sẽ là 30k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác dòng sản phẩm đó là cái xẻng sinh tồn đa năng nhá, xẻng sinh tồn đa năng 250.000 một chiếc, bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Đấy, hàng của quân đội Nhật nhá, hàng của quân đội Nhật đây. Đấy, nó sẽ là một con xẻng như này. Về nhà các bác tháo ra cho em này. Đấy, đây nó sẽ chiều dài của nó thì vào khoảng là 45cm, chiều ngang thì khoảng là chiều ngang thì vào khoảng là 12cm. Đấy, và nó có từng khúc một như này nhá, từng khúc một như này. Đấy, đây. Đấy, nó sẽ có cho các bác là cả con dao này, con dao để các bác lắp vào cho em. Đấy. Có sẵn cả con dao luôn, con dao lắp vào đây này. Đấy. Sau đó thì các bác lắp vào đây kia. Đó, lắp vào đây này. Đấy. Và của nó sẽ có cho các bác là 3 khúc như này. Chiều dài của nó thì vào khoảng là tổng thể thì vào khoảng là 70-80cm. Và khoảng 80cm. Đấy, về nhà các bác cứ xoáy ốc, xoáy cái vít này vào cho em xong này. Đấy. Có gioăng chống nước luôn. Đấy, có gioăng chống nước luôn, rất là tiện nhá. Ngoài sử dụng làm xẻng thì các bác có thể sử dụng cưa này, đầu bên này là cưa, đầu bên này là dao chặt này, vặn ốc này. Rồi các bác có thể là dùng để làm cuốc này, làm cuốc thì các bác lật ngược nó lại như này. Đấy, lật nó này. Xoáy vào thì nó sẽ là thành một cái cuốc này. Đấy, anh em các bác dùng để đi rừng đi phượt này, hoặc là sinh tồn, hoặc là anh em các bác đi xe bán tải bán riếc, hoặc là hay đi rừng đi phượt này mà cần sử dụng con này để làm cuốc này hoặc xẻng này. Đấy, để mình xa lầy xe liếc mình sử dụng rất là ok nhá. Lên mã giúp cho em đó là xẻng sinh tồn nhá. Xẻng sinh tồn giá là 250 cành và bao ship tận nhà cho bác luôn. 250.000 bao ship đến tận nhà. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bình tông của Nga nhá, bình tông của Nga. Con này thì các bác dùng để đựng rượu bia này, nước lọc mang đi uống các thứ rất là ok. Dung tích của nó là 2 lít nhá. Đấy, dung tích của nó là 2 lít, bình tông Nga dung tích là 2 lít. Inox 304 này. Đấy, inox 304. Chống han gì này, nắp của nó sẽ là nắp chống mất nhá. Nắp chống mất như này. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là bình tông nhá. Ba lên cho em là bình tông nhá. Giá sẽ là 130.000. Đó. Bình tông này.
lên theo là bình tông nhá, bình tông giá của nó sẽ là 130k nhá, 130.000 cho con bình tông, 130.000 thôi đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái vòi cam xanh, nó sẽ có hai màu, màu cam và màu xanh như này, chia làm hai đường nước. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một con vòi cam xanh như này, giá chỉ có 50 cành thôi, 50k cho một con vòi cam xanh như này nhá, giá của nó sẽ là 50k đó, 50k cho vòi cam xanh như này, chia làm hai đường nước và có cho các bác là chân gen như này để các bác có thể là kết nối vào các cái đầu nguồn nước khác nhau, rất là tiện ích luôn. Lên mã giúp cho em là vòi cam xanh nhá, chia làm hai đầu nguồn nước như này, giá sẽ là 50 cành đó, 50k thôi, giá hợp lý cho các bác sử dụng. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái dầu nóng Hàn Quốc nhá, dầu nóng của Hàn Quốc. Con này thì các bác chuyên dùng để mình bôi vào các vị trí như là cổ, vai, gáy rồi các khớp chân, khớp tay. Đấy, các bác bị giả rời, đau mỏi xương khớp, đau mỏi vai gáy, đau thắt lưng thì các bác dùng con này cho em. Con này siêu nhạy luôn, dầu nóng của Hàn Quốc. Đấy. Giá thì chỉ có 40k cho một lọ dầu nóng Hàn Quốc như này thôi nhá. Lên theo là dầu nóng Hàn Quốc nhá. Giá của nó sẽ là 40k cho một lọ như này thì rất là tiện để các bác sử dụng mình bôi nhá. Dầu nóng Hàn Quốc giá sẽ là 40k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái miếng dán thải độc chân nhá. Con này thì một địch của nó là 50 miếng, giá chỉ 40k bằng một bát phở thôi, nhưng giúp cho các bác là thải độc bàn chân rất là tốt luôn, thải độc bàn chân rất là tốt. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem. Đi lại nhiều dẫn đến mỏi chân, tê chân do mạch máu không lưu thông được, dẫn đến tình trạng mất ngủ. Nhưng từ khi biết đến sản phẩm miếng dán thải độc Bắc Kinh, em đã cải thiện được rất nhiều. Thành phần chủ yếu là ngải cứu và than tre với rất nhiều công dụng như lưu thông khí huyết, giảm đau nhức tê bì xương khớp, giúp ngủ ngon, giảm các triệu chứng bị lạnh lòng bàn chân, đào thải các độc tố. Miếng dán không chỉ sử dụng ở chân mà khi mọi người đau mỏi các cơ hoặc là bị lạnh bụng thì mọi người cũng có thể dán vào từng vị trí. Cách sử dụng thì rất là đơn giản, mọi người chỉ cần bóc miếng thải độc ra và dán vào miếng keo rồi dán trực tiếp vào lòng bàn chân. Cứ như vậy và để qua đêm, đến sáng hôm sau thì mình bóc ra thôi ạ. Mỗi hộp là có 50 miếng, dùng cho cả gia đình luôn, già trẻ, gái trai, trẻ em, người lớn đều có thể dùng được nha mọi người. Và như mọi người thấy đây là cái độc tố sau một đêm em thải ra đấy, trông kinh cho mọi người. Khi mà được thải độc tố thì mình đã cảm thấy người rất là khỏe khoắn này, không bị nhức mỏi và rất tự tin hơn trong ngày làm việc mới. Đó rồi, ok, 40 cành các bác nhá. Hello, chào các bác quay trở lại với số phỏng vấn nhá. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Hôm nay thì bên shop lại tiếp tục về cho bác một cái mã đồng hồ, đó là đồng hồ cơ nhá, đồng hồ cơ. Mã này thì em lên cho các bác cái mã đồng hồ cơ 88 nhá, lên cho em là đồng hồ cơ 88. Giá thì sẽ là 500.000 nhá, 500.000 cho một con đồng hồ cơ 88 như này. Hàng automatic này, tự động này. Máy của nó này các bác này, con này thì hàng siêu chất cho các bác luôn. Đấy. Từ chất dây giếc của nó hàng siêu đẹp luôn các bác, hàng siêu đẹp luôn. Hàng dây dẫn chắc chắn siêu đẹp cho các bác luôn. Chất dây của nó này, dây của nó sẽ là dây thép này, dây thép không gỉ nhá, dây thép không gỉ, bạc và điểm màu vàng rất là đẹp như này đó, bạc điểm màu vàng rất là đẹp như này đó. Quả cơ của nó ánh này trông rất là thích luôn nhá. Hàng lộ cơ 100% nhá, hàng lộ cơ 100%. Con này thì nó sẽ là hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn đó, hàng của đồng hồ của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn đó, thương hiệu Chancy của Nhật các bác này đó, automatic tự động luôn. Đây. Đấy. Ở đây thì nó sẽ kèm cho các bác là một cái hàng nguyên tem, nguyên đai, nguyên kiện như này. Bên em thanh lý trong hệ thống siêu thị nhá. Chưa qua sử dụng, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đây. Các bác đeo vào thấy cái độ chất của nó này. Đó, hàng cơ automatic tự động luôn. Đó. Thì ở đây nó sẽ kèm cho các bác là một cái chân như này để các bác có thể mình hạ cái khuy xuống các bác nhá. Đấy, hàng xịn cho nên là nó kèm cho các bác một cái chân như này. Để các bác có thể tháo chốt đây, các bác cho vào đây này. Sau đó thì các bác đẩy chốt ra cho em, đẩy chốt ra nhá. Đẩy chốt ra thì bắt đầu là mình vừa cái nấc nào thì mình thay cái nấc đấy vào cho em để mình sử dụng thôi. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ cơ 88 nhá. Giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 500.000 nhá, 500k. Đấy, con này thì có hộp luôn các bác nhá. Lên theo là đồng hồ cơ này 88, giá sẽ là 500k. 500k nhá, 500.000 cho con đồng hồ cơ 88 này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ dao đen nhá. Bộ dao đen thì đây nó sẽ là một cái bộ dao đầy đủ như này các bác này. Đấy, đầy đủ như này, bao gồm cho các bác là một kéo này. Đấy, một kéo một liếc này. Đấy, một kéo một liếc nhá. Cái kéo này thì nó sẽ là dùng để cắt gà, cắt cá này, kẹp cua gẹ này, khui bia này, mở nắp chai đều được hết này. Và đây là một cái liếc này. Đấy. Và bao gồm cho các bác là có 3 con dao. Có 3 con dao tất cả nhá.
cán của nó thì bằng nhựa như này, cán bằng nhựa đen nhé, cán bằng nhựa đen. Và một bộ của nó thì combo bao gồm là 3 dao, một kéo và một liếc nhé. Đấy, thì các bác lên mã giúp cho em đó là bộ dao đen nhé, bộ dao đen. Hàng thì cũng khá là sắc bén cho các bác luôn. Đấy, rất sắc bén các bạn. Đây, dao thì rất sắc bén các bạn. Đấy, các bác theo. Dao rất sắc luôn các bác nhé, nó rất sắc luôn. Bộ dao bao gồm là 3 con và một kéo, một liếc nhé. Đấy. Đấy, bộ dao bao gồm 3 con như này. Đấy, bao gồm là 3 kéo, một rũa, một liếc như này nhá. Lên mã giúp cho em đó là 3 dao, một kéo, một lũa như này. Đấy, lên mã giúp cho em đó là bộ dao đen nhá. Bộ dao đen, bộ dao đen thì bao nhiêu đấy? Bộ dao đen lên cho em là bộ dao đen nhá, giá sẽ là 130 cành, 130.000 cho bộ dao đen này đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là một cái mã mới, đó là đệm lưng nhá, đệm lưng giá của nó sẽ là 50k. Con này thì giúp cho các bác hả, tựa lưng, tựa lưng. Các bác lên cho em là tựa lưng nhá. Đấy, lên cho em đó là tựa lưng này. Đấy, tựa lưng giá của nó sẽ là 50k nhá, 50.000. đấy, 50.000. ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là 3 chi tiết khi các bác nhận được hàng. Đấy, sẽ gồm cho các bác là đây, một cái thân nằm dưới như này và một cái nằm trên như này các bác này. Đấy, về nhà thì các bác uốn cong cho vào đây cho em. Đấy, cho đây cho em. Sau đó thì mình nằm và nó có nấc này. Đấy, 1, 2, 3, 4 nấc thì các bác tùy các bác điều chỉnh cái độ cong của nó này. Đây, thì nó sẽ giúp cho các bác là đây, xương sống của các bác nó đang bị cong như này thì các bác nằm vào nhá. Đây, nằm vào như này. Thì xương sống này, cổ này, đấy thì về nhà các bác tựa lưng nhá. Có thể là nằm này, ngồi, tựa đều được hết nhá. Đấy, và nằm nghiêng cũng được luôn. Đó, thì nó giúp cho các bác là ổn định xương sống nhá. Ổn định xương sống rất là tốt luôn. Và giá thì rất là hợp lý nhá, 50k, giá chỉ có 50k cho cái tựa lưng này thôi. Bây giờ mà về nhà mà các bác mà đi chữa bệnh đau lưng mỏi gối các thứ là cũng mất rất nhiều tiền. Đây, đấy, về nhà các bác lắp cái này vào cho em này. Sau đó thì mình nằm mình có thể tựa này. Và cái này thì các bác có thể tùy chỉnh các cái nấc như này nhá. Nấc 1, nấc 2, nấc 3, nấc 4 tùy theo. Các bác nằm cho xong cong dần lên cho em. Lên cho em là tựa lưng giá sẽ là 50k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái van vòi van xả hai đầu nhá. Van xả hai đầu con này giá sẽ là 70 cành. Đấy, 70 cành bằng inox 304. Đấy, một đầu xả đây, một đầu xả đây nhá. Có gen xoáy các bác có thể kết nối với các cái nguồn nước khác đều ok hết nhá. Van xả hai đầu inox 304 giá sẽ là 70k nhá. 70k cho một em van xả hai đầu này thôi. Hàng van xả hai đầu inox 304 70.000, giá siêu tốt cho các bác luôn. Đó. Chỉ có 70k cho em van xả hai đầu này thôi. 70.000 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con kích điện 220. Kích điện này bao nhiêu đây? 1 Các bác lên cho em là kích điện giá sẽ là 175k nhá. 175.000 cho con kích điện như này, 175.000. Con này thì các bác chỉ cần kẹp vào bình ắc quy của mình thôi là nó sẽ kích cho các bác lên điện 220V. Đây. Đấy. 12-24 các bác đều kẹp được nhá, và nó sẽ ra cho các bác là điện 220V và công suất của nó là 220W. 220W. Có hai chân USB, đây công tắc đây. Đấy, có hai chân USB thì con này dùng rất là tiện, các bác có thể dùng để lấy điện thắp sáng này hoặc là dùng đa di năng cũng rất là tiện luôn. Lên mã giúp cho em đó là kích điện 220 nhá, kích điện 220. Giá thì các bác lên cho em là kích điện giá thì sẽ là 175.000, con này tiện lắm. Ví dụ như các bác có ắc quy các thứ là các bác dùng con kích này cho em là ok thôi. Đấy, lên cho em là kích điện nhá. Công suất của nó sẽ là 3100mAh, 220W này. Đó, 12V. Đấy, 12 hoặc là 24 nhá. Đấy, đầy đủ cho các bác luôn. Các bác có thể dùng các cái thiết bị điện đều ok hết nhá. Giá sẽ là 175.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đế nóng nhá. Đế nóng. Đây. Thì nó sẽ là một con đế như này. Thì các bác có thể dùng để mình đun nấu này. Đấy, đun nấu chế biến thực phẩm, thức ăn này, hoặc là các bác có thể dùng trực tiếp để mình cho các cái loại ấm pha trà cái thứ lên đây đều được hết nhá. Đây, công tắc của nó đây. Đấy, và có số 1234 thì các bác có thể giữ ấm giữ nóng rất là tốt luôn. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là các bác lên cho em là đế nóng nhá. Đế nóng giá sẽ đế nóng 130k cho một con đế nóng như này nhá. 130.000 cho một con đế nóng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ lấy dây tai nhá. Bộ lấy dây tai bằng inox như này. Đấy, bộ lấy dây tai inox như này. Đấy, rất đẹp cho các bác luôn, bao gồm 6 chi tiết nhá, 6 chi tiết bên trong như này.
Đó, và các bác có thể dùng là móc khóa các kiểu con đại điểu luôn. Giá thì thanh lý cho bác chỉ có 20 cành thôi. 20 cành cho một cái bộ lấy giấy tay như này nhá. Bộ lấy giấy tay inox nhá. 20.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đèn 20. Đèn 20 nó sẽ là một con đèn pin như này, có kèm một cáp sạc nha và có một viên pin 18650 nhá. Lên mã giúp cho em đó là đèn 20. Đó, đèn 20. Về nhà thì các bác lắp pin vào cho em. Đây, lắp pin vào đây là mình sử dụng rồi. Nó rất tiện luôn các bạn, lắp pin vào. Sau đó thì bật công tác lên. Con này thì chiều dài của nó vào khoảng là 20 cm nhá. Cho nên là bên em lên nó là đèn 20 các bạn này. Đấy, đèn 20. Có thể zoom lên zoom xuống như này. Pha của nó thì rất là rọi luôn đấy các bạn này. Ban ngày mà pha như này là con này rất sáng luôn, các bạn thấy không? Đấy, rất sáng luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 110.000 thôi, có báo pin báo biết đàng hoàng. Đấy, về nhà các bác cắm sạc vào đây cho em. Thân của nó bằng hợp kim nhôm hết nhá. Con này thì cực kỳ chất lượng xịn sò luôn. Lên mã giúp cho em đó là đèn 20, đèn 20 110k nhá, 110.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bật lửa đồng hồ nhá. Các bác lên cho em là bật lửa đồng hồ. Đấy, đây nó sẽ là một con bật lửa và có kèm đồng hồ như này. Có kèm đồng hồ này nhá. Lên cho em đó là bật lửa đồng hồ. Đây. Đấy, con này thì về nhà các bác tự bơm ga vào cho em. Đấy. Bật lửa đồng hồ nhá. Giá của nó sẽ là 100.000 cho một con bật lửa đồng hồ như này, 100k cho một con bật lửa đồng hồ như này nhá. Giá cực kỳ ưu đãi cho bác luôn. Bật lửa đồng hồ về nhà các bác tự bơm ga, giá sẽ là 100k nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là bật lửa đồng hồ này. Bật lửa đồng hồ tự bơm ga, tự bơm ga. Giá sẽ là 100k nhá, 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bình xanh nhá, bình xanh. Con này thì dung tích 1 lít và giá thì chỉ là 70 cành thôi. 70 cành cho một con bình xanh dung tích 1 lít như này. Con này của nó là bằng nhôm nhá, bằng nhôm. Đấy, cái bật lửa rồng. Con này bằng nhôm cho nên là dùng cực kỳ là an toàn và xịn sò luôn. Đó. Lên mã giúp cho em đó là bình xanh nhá, bình xanh 1 lít bằng nhôm, hàng của quân đội Việt Nam mình thôi. Giá sẽ là 70k nhá, 70k cho một con bình xanh như này. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái đồng hồ T8 nhá. Đồng hồ điện tử T8 như này. Con này thì các bác dùng rất là đa di năng luôn. Đấy, các bác dùng để mình đeo này. Ngoài ra thì nó có chức năng là xem giờ, đo huyết áp, đo nhịp tim. Rất là tốt các bác nhá. Đấy. Thì rất là nhiều chức năng nhưng mà các bác về các bác tự khám phá riêng, còn rất là nhiều chức năng đi kèm này các bác này. Đấy, thì bên em chỉ có giới thiệu có 3 tính năng chính và em cũng bán 3 cái tính năng đấy thôi. Đó là đo xem giờ, đo huyết áp, đo nhịp tim. Bao gồm là một bộ dây quai đeo như này, một cái cáp sạc nhá, một cái đế sạc và một con đồng hồ như này. Mặt của nó, thân của nó là bằng kim loại hết nhá, bằng kim loại hết. Giá thì chỉ có 170 cành thôi. Con này chuyên để đo huyết áp, đo nhịp tim rất là tốt luôn. Đấy. Hàng thì vận chuyển từ nước ngoài về cho nên là nó hết pin thì về nhà các bác sạc pin vào cho em. Đấy, cái này thì 100% nó đều là dòng hết pin hết nhá. Về nhà các bác sạc pin vào cho em thôi. Đó, đo huyết áp, đo nhịp tim, ngoài ra nó còn có chức năng các chức năng khác này. Đấy, thì bên em bán thì em chỉ có bao cho các bác là 3 chức năng chính thôi: xem giờ, đo huyết áp, đo nhịp tim, đồng hồ T8 nhá. Còn những các chức năng khác về các bác tự tìm hiểu. Đồng hồ T8 giá sẽ là 170k nhá, 170.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái bật lửa ngọc nhá, bật lửa ngọc đây. Đấy, nó là hình con rồng và có hai cái viên ngọc như này. Cho nên là bên em lên nó sẽ là bật lửa ngọc nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Giá của nó sẽ là 130.000. 130.000 cho một con bật lửa ngọc như này nhá. Con này thì nó sẽ là bằng đá nhá, bằng đá. Về nhà các bác đổ xăng thơm vào đây cho em. Đấy. Về nhà các bác rút ra mình đổ xăng thơm vào đây là ok. Đó, hàng cực kỳ chất luôn. Các bác có thể mua để sử dụng này, xem để sử dụng hoặc là trưng bày rất là đẹp. Bật lửa ngọc nhá, có hai màu, màu vàng và màu bạc như này. Lên mã giúp cho em đó là bật lửa ngọc, giá sẽ là 130k nhá. Bật lửa ngọc giá sẽ là 130k, 130.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái cân treo cầm tay nhá, cân treo. Đấy, các bác lên cho em là cân treo. Con này thì cân được tối đa là 50 cân. Nhưng mà khuyến khích các bác là cứ cân 2-30 cân là ok. Các bác mang đi câu kẹo cái thứ, đây là cái viên pin này. Pin này hết thì các bác có thể ra ngoài hiệu sách mình mua rất là sẵn hàng thôi. Không lo không có pin đâu. Đó, rất sẵn thôi. Các bác lắp vào bật lên cho em là xong. Nếu khi lắp vào mà nó không lên thì các bác đảo chiều đi cho em. Đảo chiều pin đi là ok. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đây, đấy, lên luôn các bác này. Đấy. Thì mình để mình cân kẹo các thứ rất là ok. Đây em sẽ cân thử cái thước rút này cho các bác xem. Đấy. Rất tiện ích nhá. Còn đây cho em này. Đấy, cân lên. Còn thước này của nó thì đây, trước tiên thì các bác để cho em chế độ kg. Đấy, nó sẽ là 0,37
kg các bác này, 0,37 kg. Đấy, tức là 370 gram đấy các bác nhá. Đó, có cho các bác cập nhật nhiệt độ, độ ẩm các thứ luôn nhá. Đấy, nhiệt độ, độ ẩm rồi nhớ kg các thứ đầy đủ cho các bác luôn nhá. Đấy, tắt đi bật lên ở đây, rất tiện ích luôn. Và giá thì chỉ có cho các bác là 70.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là cân treo nhá, cân treo. Giá sẽ là 70k. Con này thì dùng rất là tiện cả. Tối đa của nó là 50 cân nhưng các bác cứ dùng cho em 2 30 cân là thoải mái rồi. Mình dùng đi câu, đi kẹo, đi phượt hoặc là các bác đi mua sắm hải sản này hoặc là đi chợ búa mình có muốn test lại rất là ok nhá. Lên cho em là cân treo này. Cân treo, giá của nó sẽ là 70k, 70.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái găng tay các bác này, găng tay đây. Thì các bác lên cho em là găng tay lao động nhá. Dòng này thì cực kỳ là ôm tay luôn. Dùng rất là thích, đó, ôm tay. Rất dễ dùng, ôm tay các bác và giá thì rất hợp lý. Giá rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em đó là găng tay lao động này, ôm tay lắm và nó có cái phần cao su non này các bác làm việc rất là tốt, chống trượt trượt nhá. Lên mã giúp cho em đó là găng tay lao động. À, bên em bán 5 đôi thì sẽ là 40.000 và một vỉ 12 đôi thì giá của nó sẽ là một vỉ mà 12 đôi thì giá của nó sẽ là đi 70k nhá. 70k trên một túi như này, còn mua 5 đôi thì sẽ là 40.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái nắp cống đồng nhá, nắp cống đồng. Con này thì dùng rất là tiện luôn, giúp ngăn mùi rất là tốt. Các bác chỉ cần đặt vào cho em là xong. Đấy, cơ chế hoạt động của nó thì rất đơn giản thôi. Đấy, thì nó đã có một cái con cân bằng trọng lực như này rồi. Nước nó chảy thì nó sẽ xả ra, còn không thì nó lại đậy nắp vào như này. Đấy, và các bác lắp là hầu như là vừa hết với các cái hệ thống đường cống thoát nước nhà mình nhá. Đấy, giúp ngăn mùi rất là tốt luôn, nắp cống đồng ngăn mùi. Giá sẽ là 50k nhá. Đây em sẽ quay video thực tế cho các bác xem. Đấy, em sẽ nói cho các bác cái kích thước cái sản phẩm này. Kích thước nhỏ nhất để nắp cái van này nó là 4,2 cm. Còn nhà bác nào mà nốt thoát sàn lớn thì bên em luôn nó tặng kèm thêm cho các bác một cái chiếc vòng đệm như này, nó sẽ tăng kích thước của cái thoát sàn nhà mình lên là 6 cm nhé. Van ngăn mùi hôi nhà tắm, nhà vệ sinh bằng đồng thau nguyên chất như các bác nhé. Kích cỡ lắp đặt thì rất là đơn giản, kích cỡ từ 3,4 đến 6 cm là anh chị mình hoàn toàn có thể lắp vừa. Khi có nước sẽ mở ra, khi hết nước thì sẽ đóng lại, giúp cho anh chị mình ngăn chặn mùi hôi bốc lên từ ống cống hay là chuột bọ rán chui lên ạ. Van ngăn mùi hôi nhà tắm. Hello, chào các bác quay trở lại với số Phạm Huấn nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship, bên em thì ship code toàn quốc, các bác nhận hàng kiểm tra thanh toán giúp cho em. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái sản phẩm đó là cái chai xịt RP7 nhá, xịt RP7. Hàng này thì nó sẽ là hàng cỡ to, hàng cỡ đại, bỏ anh cái biển đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 50.000 nhá, 50k. Đó. Hàng này là cỡ to, dung tích của nó là 350g và tổng là 493ml các bác nhá. Lên mã giúp cho em đó là xịt RP7, giá của nó sẽ là 50k. Con này thì hàng của Australia các bác này, hàng của Australia các bác nhá. Đó. Hàng thì nó sẽ là hàng của Australia và con này của nó thì nó sẽ giúp cho các bác là khởi động lại động cơ này, giúp động cơ cải tiến này, giảm phát ra tiếng kêu này, rồi là chống rỉ sét này. Giá của nó sẽ là 50.000 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái chai khử mùi tủ lạnh nhá, khử mùi tủ lạnh. Thì cái này rất là đơn giản thôi. Sử dụng thì các bác chỉ cần xoáy cái nắp này ra cho em này, xoáy cái nắp này ra, sau đó thì các bác giật cái tem này ra và các bác bỏ vào trong tủ lạnh cho em, bỏ vào trong tủ lạnh cho em. Thì nó sẽ giúp cho các bác là khử những cái mùi hôi, mùi khó chịu vào trong tủ lạnh nhá. Lên cho em là khử mùi tủ lạnh, giá của nó sẽ là 30k cho một chai khử mùi tủ lạnh như này nhá. 30.000 cho một cái lọ khử mùi tủ lạnh như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái điện thoại 4 SIM nhá, điện thoại 4 SIM. Đó, đây, một con điện thoại 4 SIM chất lượng như này. Đấy, thì cái hướng dẫn sử dụng này. Đấy, lắp SIM vào thì phải khởi động lại máy này, sau đó thì tắt nguồn đi lại khởi động lại để máy nhận SIM. Đó, 4 SIM, 4 khay SIM như này, 1 2 3 4 khay SIM. Đó. Và có sẵn cho các bác một con đèn pin này luôn. Dung lượng pin của nó thì cực khủng nhá. Có sẵn một cái đèn pin siêu sáng luôn các bác này. Đấy, đây là một cái đèn pin nhá chứ không phải là đèn led đâu. Đấy, có sẵn một cái đèn pin luôn. Đó, và đây là cái mặt màn hình của nó này. Đó, con này thì có tới 4 SIM luôn. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 450.000 nhá. Lên mã giúp cho em đó là điện thoại 4 SIM này. Điện thoại 4 SIM, giá sẽ là 450k, 450.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái ly nhiệt nhá. Đấy, ly nhiệt. Con này thì một cái ly như này, dung tích của nó sẽ là 600ml các bạn, 600ml, có kèm cho các bác là một cái ống hút bằng inox nhá. Một cái ly như này. Đấy, dung tích 600ml, hàng của Mỹ này, American các bác này, American, hàng của Mỹ, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đây. Đấy, con này thì ngoài sử dụng là tính năng là các bác sử dụng làm ly giữ nhiệt để mang đi thì nó có gioăng, có nắp đậy này, còn ngoài ra các bác có thể bỏ nắp này ra mình làm một cái cốc uống nước bình thường. Đấy, giá thì sẽ là
bao nhiêu nhỉ? Hả? Con này thì giá thanh lý cho các bác giá tốt nhá. Em đang bán là 70.000, đợt này về cho bác giá chỉ còn là 60.000 cho một con ly nhiệt như này thôi. Đấy, lên mã giúp cho em đó là ly nhiệt nhá. Ly nhiệt. Đấy, ly nhiệt giá của nó sẽ là 60k nhá, 60.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái giá bản lề nhá, giá bản lề, giá của nó sẽ là, đây nó sẽ là một cái sản phẩm như này các bác này. Về nhà thì các bác bán vào tường cho em, sau đó thì mình bán vít lên. Đấy, mình không dùng thì mình gấp xuống, nó rất là gọn. Độ chịu tải của nó rất là lớn nhá. Đấy, gấp lên gấp xuống rất là gọn. Đây, đúng như video như này. Đó, bán vào cho em này. Rất tiện ích luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có cho các bác là 100.000 cho một cái giá bản lề nha các nhá. Lên mã giúp cho em đó là giá đỡ bản lề nhá. Đấy. Giá bản lề 100.000, giá bản lề 100k nhá. 100k cho một con giá bản lề như này. Hàng này thì rất là tiện ích luôn. Đây nhá, nó là cái giá đỡ như này các bác này. Đấy, hàng thì bằng thép trắng, không gỉ, rất là dày dẫn và chắc chắn. Và con này thì nó rất là tiện ích luôn, 100.000 một đôi như này nhá, một đôi như này. Đấy. Thì các bác cứ đưa vào là mình đóng mở là nó sẽ đẩy ra thôi. Cái này thì nó khá là cứng, nhưng mà khi các bác bắt vít vào thì nó sẽ đẩy ra rất là dễ dàng. Đấy. Nó sẽ đẩy ra, nó có một cái con lẫy ở đây các bác này, nó có con lẫy ở đây. Đấy, đây các bác này. Đấy, khi các bác đẩy ra thì nó sẽ sập vào nhá. Còn khi mình chỉ cần ấn xuống như này là mình gập vào thôi. Đó, còn khi đẩy ra thì mình chỉ cần giật này nó sẽ đẩy ra này. Đấy, giật này nó sẽ đẩy ra. Đó. Thì các bác bắt này chưa? Còn khi mình đẩy xuống thì mình chỉ cần bóp cái này là nó sẽ đẩy xuống này. Đấy, bóp này đẩy xuống. Còn khi giật lên thì mình lấy này nó sẽ giật lên. Đó, rất tiện ích luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 100.000 một đôi như này thôi. 100.000 cho một đôi giá đỡ bản lề như này nhá. 100k. Đấy. Vừa nãy thì em cũng có cái video lắp đặt thực tế cho các bác xem nhá. Lắp đặt thực tế cho các bác xem và nó cũng có ốc vít, ốc viếc hẳn hoi đầy đủ. Combo trọn bộ cho các bác luôn. Thế nên là về nhà các bác cũng không phải mua đi thêm ốc nữa. 100.000. Tiếp theo thì em lên cho bác sản phẩm đó là cái nối nhanh nhá. Đấy, các bác lên cho em là nối nhanh. Cái này thì các bác lên cho em là cút nối điện nhá, cút nối điện. Con này thì bên em sẽ bán là lẻ là 10.000 một chiếc. Về nhà các bác chỉ cần cho hai đầu âm dương vào đây. Sau đó thì mình sập vào là xong. Hàng này của nó thì kết nối cực kỳ là tốt luôn. Đấy, cho hai đầu âm dương vào đây sập vào cho em là xong. Đó, rất tiện ích này. Giá thì chỉ có cho các bác là đi 75.000 một chục, còn mua lẻ thì sẽ là 10.000 một chiếc nhá, cút nối điện thôi nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bộ vật cầu lông nhá, bộ vật cầu lông như này. Đấy, bộ vật cầu lông như này. Giá sẽ là 120.000 một bộ. Hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật và dùng thì cực kỳ là đã luôn. Đấy, có kèm cho các bác là ba quả cầu luôn nhá, ba quả cầu như này. Đấy, một bộ vợt ba quả cầu như này, 120.000, giá siêu rẻ siêu tốt cho bác luôn. Một bộ vợt ba quả cầu luôn. Đấy, một bộ vợt thế này bao gồm một đôi nhá. Đấy, một đôi. Hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật các nhá, hàng của Nhật. Dây cước các thứ cực kỳ là căng luôn. Đấy. Và con này thì nói chung là các bác dùng cho trẻ em các thứ vui chơi, hoặc các bác vui chơi thì rất là thoải mái nhá. Đấy, con này thì các bác chỉ dùng vui chơi thôi chứ không thể dùng thi đấu được đâu các bác nhá. Đấy, thì cái giá của nó cũng khá là hợp lý. Hàng dân dụng, hàng của Nhật, hàng dân dụng thì các bác dùng cũng rất là ok. Đấy, chất lượng của nó thì dùng cũng rất là ok, thoải mái thôi. Dùng vài ba năm không có vấn đề gì. Nên cho là vợt cầu lông nhá. Giá của nó sẽ là 120k. 120k bao gồm là cả một bộ vợt và ba quả cầu luôn. Tiếp theo thì nên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái kem đánh răng nhá. Kem đánh răng của Nhật và của Hàn. Đấy, có hai mẫu của Nhật và của Hàn như này. Đấy, có hai mẫu cho các bác luôn. Một mẫu của Nhật và mẫu của Hàn nhá. Mẫu của Nhật này thì sẽ là cái dòng là chuyên trị chống viêm níu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu trên răng, hàng made in Japan. Con này thì giá của nó sẽ là 70k nhá. 70k cho một lọ kem đánh răng Nhật như này, 70.000. Đấy, còn kem đánh răng Hàn Quốc thì dòng này thì chuyên làm trắng răng nhá, chuyên làm trắng răng. Con này thì dung tích của nó là 120g và giá sẽ là 40k nhá. 40.000 cho lọ kem đánh răng của Hàn Quốc nhá. Đấy, hàng made in Korea. Đây. Đấy, đây các bạn này, made in Korea, hàng của Hàn Quốc hẳn hoi. Đấy, giá sẽ là 40.000 các bác nhá. Con này thì giá của nó sẽ là hàng made in Japan, giá sẽ là 70.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái kẹp đơn nhá, kẹp đơn như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái kẹp quần áo như này nhá. Bên em bán theo vỉ như này. Đấy, lên cho em là kẹp quần áo nhá, kẹp quần áo này. Đấy, kẹp quần áo, giá của nó sẽ là 30k trên một vỉ như này, bao gồm là 20 cái nhá, 30k trên một vỉ, 20 cái. Kẹp rất là chặt luôn các bác này, kẹp rất là chặt luôn, thì các bác dùng để mình kẹp quần áo, kẹp đồ để khi mình phơi thì nó sẽ chống bay rất là tốt luôn nhá. Lên mã giúp cho em là kẹp quần áo, giá sẽ là 30k nhá.
tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái viên giặt xả nhá. Đấy, viên giặt xả thì nó sẽ là lô này thì nó lại về hàng túi như này, hàng túi như này chứ không còn cái hộp như ngày trước nữa. Đấy, nhưng mà nó cũng đầy đủ combo cho bác luôn, cả giặt cả xả luôn nhá. Đấy, viên giặt xả như này nhá, hàng nội địa của Nhật, cực kỳ sạch và thơm luôn. Lên mã giúp cho em đó là viên giặt xả một túi như này thì giá sẽ là, các bác lên cho em là viên giặt xả nhá. Hôm trước thì cái lô nó về là hàng hộp thì hết rồi, đợt này nó lại về hàng túi như này nhá. Đấy, và giá của nó sẽ là 55k nhá, 55k cho một túi như này các bác này. Đấy, thì con này của nó là 5 trong 1 luôn. Đấy, giặt sạch rồi tẩy thơm. Đây, một viên này nó sẽ là 5 loại như này này, 1, 2, 3, 4, 5, 5 loại như này, giặt sạch tẩy thơm các kiểu con là điều luôn. Đây, đấy, 5 trong 1 các bác này. Đấy, mẫu mới, hàng của Nhật, Made in Japan, 5 trong 1 luôn. Giặt thì cực kỳ sạch và thơm nhá. Đấy, một cái bịch như này là nó giặt được là một viên như này, một túi như này là giặt được 3kg quần áo các bác này, 3kg quần áo. Đấy, đây thì nó tính là một như này là giặt được 3 cân quần áo luôn. Tha hồ thoải mái cho bác sử dụng. Tiện, các bác chỉ cần ném trực tiếp vào trong mà ngăn ra, ném trực tiếp vào cho em là xong, không phải đổ để gì mất công nhá. Đấy, lên cho em là viên giặt xả nhá, viên giặt xả giá sẽ là 55.000 cho một túi như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái dầu gội đầu Thái Lan nhá, dầu gội đầu Thái Lan 80.000 cho một lọ như này, 80.000 cho một lọ như này các bác này, 80.000 cho một lọ này. Lọ này thì dung tích của nó là 450ml các bác nhá, 450ml, gần nửa lít. Có hai màu, màu trắng và màu xanh. Đấy, đều là hàng của thương hiệu Clear, giá sẽ là 80k nhá, 80k. Đấy, lên cho em là dầu gội đầu Thái Lan, giá sẽ là 80.000. Đấy, hàng của Thái Lan các bác này. Đây, Bangkok Thái Lan các bác nhá. Đó, Bangkok Thái Lan đây. Dầu gội đầu Clear của Thái Lan. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái chai xịt nhà tắm nhá, xịt nhà tắm. Đấy, nhà tắm nhà các bác bị bẩn bong chốc ố vàng các bác. Lắc đều lên chưa? Lắc đầu sau nó xịt như này. Đấy. Và nó sẽ là cái dạng bọt tuyết như này các bác này. Nó là cái dạng bọt tuyết như này thì là các bác cứ để một lúc, sau đó thì mình đánh kỳ cọ đi là nó sẽ sạch. Và cái này, cái này thì nó thơm nhá, hương chanh rất là thơm luôn. Giá của nó sẽ là 45k nhá. 45k cho một chai xịt bọt tuyết như này. 45.000 các bác nhá. Đấy, 45.000 cho một chai xịt bọt tuyết như này, à xịt nhà tắm, nhà vệ sinh như này nhá. Rất sạch thơm luôn. Đó, tiếp theo thì bên em về cho bác sản phẩm đó là cái khay bộ ba hũ gia vị nhá. Bộ ba hũ gia vị, bộ này thì sẽ bao gồm cho các bác là 3 chiếc như này. Chất liệu bằng nhựa nguyên sinh, bền đẹp chắc chắn, hàng nhựa chất lượng cao. Đấy, an toàn với sức khỏe cộng đồng các bác này. Đấy, rất đẹp luôn. Con này thì các bác dùng nó rất là tiện nhá. Tay trái mình bấm này, tay phải mình xúc này. Đấy, thì không cần phải các bác phải động tay và nó mất công, bẩn thỉu. Nó rất sạch sẽ luôn. Combo cho bác một bộ 3 cái như này giá chỉ có 60k thôi. Đấy, bộ ba hũ gia vị nhá, 60k, giá cực kỳ hạt rẻ luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con đèn ngủ đuổi muỗi, vừa là đèn ngủ vừa chức năng đuổi muỗi luôn. Đấy, cắm vào, bật lên cho em là xong. Đấy, cảm biến nhá, có cảm biến. Đấy, đèn ngủ đuổi muỗi, giá của nó sẽ là giá của nó sẽ là 40.000 nhá, 40.000 cho một con đèn ngủ đuổi muỗi như này. Đấy, 40k cho một con đèn ngủ đuổi muỗi như này nhá. Đấy, 45.000, 45k đó, 45k cho con đèn ngủ đuổi muỗi như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái vỉ bàn chải đánh răng 1, 2, 3, 4, 5, 6. Con này thì hàng của Nhật, chuyên trị viêm nướu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu trên răng. Giá chỉ có 25k thôi, 25k nhá, 25k. Đã được hội y khoa của Nhật chứng nhận đây, chuyên chống viêm nướu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu chân răng. 25.000, 6 cái bàn chải, 1, 2, 3, 4, 5, 6, giá không thể tin nổi luôn các bác nhá. Đó, rồi, ok. Hello, chào các bác nhá. Hôm nay thì giày dàn di thì bên shop lại tiếp tục về các bác nhá. Đó, hôm trước thì em về hàng thì hết, hôm nay thì lại tiếp tục về. Các bác lên cho em là giày dàn di nhá, giá sẽ là 100... Các bác lên cho em là giày dàn di, giá sẽ là 140.000 nhá. Các bác lấy lùi cho em một số nhá. Đấy, kích thước của em cỡ thì em sẽ có là từ 39-42 nhá. 39-42 thì các bác cứ lấy lùi cho em một số. Ví dụ chân các bác là 39 thì các bác đặt cho em là 38 nhá. Tại vì cái này nó là hàng quốc tế. Hàng quốc tế cho nên nó hơi to một chút, cho nên là các bác lấy lùi cho em một số. Đây, ví dụ như cỡ này là cỡ 42 này. Đấy, 42, chân em là 42 thì em đi nó sẽ là hơi rộng, cho nên các bác cứ lấy cho em là 39 là ok. 41 là ok nhá. Đấy, các bác cứ lấy cho em 41 là ok. Thì là nói chung là khi các bác đặt hàng thì các bác cứ đặt lùi cho em một số nhá, đặt lùi cho em một số. Ngoài ra thì bên em cũng có tư vấn cho các bác, nên các bác yên tâm.
chất liệu của nó thì cái đế này của nó là cao su non nhá, cao su non cho nên là các bác đi cực kỳ là mềm luôn và rất là bám này, rất là bám nhá. Và đây thì nó sẽ là dạng là vải dù quân đội như này, vải dù quân đội như này thì dùng nó rất là thích nhá. Đấy, và cái mặt ngoài này thì nó sẽ là hàng có chống nước nhá, vải dù quân đội có chống nước nên các bác dùng yên tâm không lo bị ướt đâu đó. Và cái giá thì rất hợp lý thôi, chỉ có cho các bác là 140.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là giày dàn di nhá, giày dàn di 140.000 cho một đôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác các cái mã đồng hồ nhá. Mã đồng hồ thì bên em về nó sẽ có cho các bác là đây. Nó sẽ có cho các bác là 3 mẫu đồng hồ cơ tất cả này. Đấy. Thì cái mẫu này thì nó sẽ không có, mẫu này thì sẽ không có hộp nhá, không có hộp, còn 2 mẫu là có hộp này. Đấy. Chất liệu của nó thì đều là đồng hồ cơ hết nhá, đều là đồng hồ cơ hết. Hàng thì cực kỳ là ngon luôn. Ban đầu về thì các bác đeo vào tay thì nó mới bắt đầu chạy nhá. Đeo vào tay thì nó mới bắt đầu chạy. Đấy, nó là dòng cơ. Cho nên là các bác phải đeo vào tay thì nó mới bắt đầu chạy các bác nhá. Đó. Thì cơ nó phải hoạt động thì nó mới bắt đầu chạy. Giá thì con này thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ cơ mã 66 nhá, đồng hồ cơ 66. Giá của nó sẽ là 400.000. Đấy, đồng hồ cơ 66 này. Giá sẽ là 400k. Đó. Các bác lên cho em là đồng hồ cơ 66 giá sẽ là 400k. Đây. Đấy. Con này thì dùng cực kỳ là tiện ích cho các bác sử dụng luôn, nó là hàng cơ nhá, hàng cơ cực kỳ chất lượng luôn. Đây, cái ba lăng của nó đang chạy các bác này. Đấy, con này thì 100% là lộ cơ luôn, rất đẹp các bác này. Đấy, lên cho em là cơ 66. Đấy, hàng này thì nó sẽ là hàng của Nhật này, made in Japan đàng hoàng này. Đây, made in Japan nhá, hàng của Nhật cho các bác luôn, made in Japan luôn đó. Lên mã giúp cho em là cơ 66 nhá, giá của nó sẽ là cơ 66 này, đồng hồ cơ 66 giá sẽ là 400k. Đấy, đồng hồ cơ này 66 nhá, giá sẽ là 400k nhá. 400k cho con đồng hồ cơ 66 như này. Đấy, lên cho em là đồng hồ cơ 66, giá sẽ là 400k. Đây, cơ nó đang đánh này. Con này thì giá chỉ có 400.000 thôi, giá cực kỳ tốt cho các bác luôn, 400.000 nhá. Tiếp theo thì các bác lên cho em là con đồng hồ cơ 53 này. Đấy, con này thì công ty của nó thì từ năm 1953 luôn, cũng là hàng của Nhật cực kỳ chất lượng nhá. Lên cho em là đồng hồ cơ 53. Con này thì giá sẽ là 450.000. 450.000 cho một con đồng hồ cơ 53 như này. Con này thì sẽ có hộp nhá. Con đồng hồ cơ 53 này sẽ có hộp này. Đấy, còn con cơ 66 này thì không có hộp nhá. Cơ 66 này không có hộp. Đấy, tiếp theo thì em lên cho bác con đồng hồ cơ La Mã nhá. Cơ La Mã. Đấy. Đồng hồ cơ La Mã, con này thì nó chạy bằng số La Mã như này. Đấy, chạy bằng số La Mã như này các bác này. À, nó dùng bằng số La Mã này. Đấy, mặt của nó là mặt số La Mã như này. Đó. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 470.000 nhá. Đấy, lên cho em là cơ La Mã này, cơ La Mã giá sẽ là 470.000. Đấy, tức là bên shop đang có 3 mẫu đồng hồ cơ tất cả nhá. Có 3 mẫu đồng hồ cơ tất cả cho anh em và các bác lựa chọn này. 3 mẫu đồng hồ cơ như này, hàng siêu đẹp, siêu chất lượng cho các bác luôn. Đấy, 3 mẫu đồng hồ cơ siêu đẹp như này các bác nhá. Đấy, 3 mẫu đồng hồ cơ siêu đẹp như này. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy, con này thì các bác lên cho em là đồng hồ cơ 66 này. Đấy, cơ. Đây. Con này thì các bác lên cho em là đồng hồ cơ. Đây, con này thì sẽ là cơ 66 này. Đấy, đồng hồ. Đây. Đây đúng rồi. Con này thì sẽ là đồng hồ cơ 66 nhá, cơ 66. Con này thì giá của nó sẽ là 400.000. Đồng hồ cơ 66 con này là 400.000 này. Đấy, con này thì đồng hồ cơ 53 này, đồng hồ cơ 53. Con này là 450.000. Đấy. Và con này nó sẽ là đồng hồ cơ La Mã này, đồng hồ cơ La Mã nó là số La Mã như này. Đó, số La Mã như này. Và 470.000. Đấy, thì bên shop đang có 3 mẫu đồng hồ cơ rất là đẹp như này. Và cái giá thì cực kỳ là hạt rẻ cho các bác luôn. Giá cực kỳ hạt rẻ nhá. Anh em các bác mua hàng thì có thể liên hệ tới các cái số hotline ở trên tấm biển đỏ của bên em. Giá cực kỳ tốt cho các bác luôn. 3 mẫu đồng hồ cơ cho anh em các bác lựa chọn nhá. Đấy, cơ 53, đấy, cơ 66 và cơ La Mã. Đấy, cơ La Mã. Đấy. Con cơ 53 này thì màu bạc này, còn hai con này đều là màu vàng. Nói chung là hàng rất là đẹp cho các bác luôn. Hàng rất đẹp luôn các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái kính các bác nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là kính đổi màu nhá. Con này thì hàng cực kỳ chất luôn. Hàng của Nhật nguyên hộp như này. Đấy, nguyên hộp như này có hẳn khăn lau khăn liếc cho các bác đàng hoàng. Rất đẹp cho các bác luôn. Đấy. Hàng này của nó thì chất thì khỏi phải bàn này các bác. Chất thì khỏi là bàn rồi. Đấy. Và hàng nó sẽ là hàng đổi màu như này các bác nhá. Hàng đổi màu. Đấy, các bác thấy không? Đây. Khi các bác đi vào giày dâm thì nó sẽ tự sáng và đi giày nắng thì nó sẽ đổi màu cho các bác nhá. Thì mình đeo nó rất là thích các bạn. Đấy. Rất là chất luôn. Đó. Giày dâm giờ sáng đeo đều ok hết nhá, đều ok hết.
chất của kính đi khỏi phải bàn này các bác nhá, chất của kính đi khỏi phải bàn rồi. Lên mã giúp cho em đó là kính đổi màu nhá, hàng cực kỳ chất cho các bác luôn, hàng rất chất lượng luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một con kính đổi màu như này, giá của nó sẽ là 100k nhá. Đấy, 100k cho con kính đổi màu như này. Con này thì rất chất lượng cho các bác sử dụng luôn và cái giá thì rất hợp lý rồi. Chỉ có cho các bác là 100.000 thôi. Có hộp liếc đàng hoàng và có cả khăn lau khăn liếc đàng hoàng nhá. Hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là kính đổi màu, giá của nó sẽ là 100k nhá, 100k đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái vỉ kim khâu này. Đấy, kim này nó sẽ là dòng kim thông minh. Khi các bác sử dụng thì không cần phải xỏ kim như bình thường. Đấy, lên cho em là kim vàng nhá, kim vàng. Đấy, lớn bé dài ngắn đủ cả 2 4 6 8 10. Một vỉ này 12 cái, một vỉ này 12 cái. Rất là ngon luôn. Khi các bác sử dụng thì đấy, em mô phỏng đây nó sẽ là cái sợi chỉ nhá. Đấy, đây là một cái sợi chỉ rất là to như này này. Khi các bác dùng thì các bác chỉ cần kéo như này là nó sẽ vào này. Đấy. Các bác kéo qua kéo lại này cho em là nó sẽ vào thôi. Đấy. Các bác đẩy này này em sẽ vào. Đây các bác này. Đấy. Cả một cái dây cước to như này em kéo nó cũng vào luôn này. Đấy các bác theo. Đó. Thì ở đây nó sẽ là một cái dòng mà nó có sẵn đầu móc luôn. Đấy, nó sẽ có sẵn cái đầu móc khuyết ở đây này. Có cái đầu móc khuyết ở đây các bác này. Đó, các bác thấy không? Có đầu móc khuyết đây. Thì khi các bác sử dụng là các bác chỉ cần đặt vào là xong. Đấy, mình không cần phải xỏ. Đặc biệt là với người già thì xỏ nó rất là khó. Đấy. Thì lên mã cho em là vỉ kim vàng nhá. Kim vàng. Giá sẽ là 15.000 cho một vỉ kim vàng như này. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là kim vàng nhá. Kim vàng. Kim vàng này, giá của nó sẽ là 15k nhá. 15k cho một vỉ kim vàng này, 12 chiếc. Rồi ok.